Làm gì mà ngồi đây hoài vậy con gái? Ủa, chẳng phải Tiết kêu con ngồi đây suy ngẫm chuyện của anh Nam hả? Rồi có ngẫm nghĩ được gì không? Thì con không biết tại sao lúc đó con quay hình rồi con đăng lên Facebook nữa. Tại vì con á nghe lời con Minh Chủ, mà con Minh Chủ thì tính tình nó có bình thường đâu. Bây giờ con thấy có lỗi với ảnh quá. Thiệt. Tía nè, tía coi cái clip đó đó, tía còn ngại. Nói chi là cậu Nam, con làm cái gì á, con cũng phải nghĩ tới hậu quả chứ. Thì con nghĩ tới hậu quả nên con gỡ cái clip rồi. Con có gỡ cái clip xuống á thì thiên hạ cũng đã xem hết rồi. Thì con gặp ảnh con xin lỗi ảnh. Từ nay về sau á, con làm cái gì á, con cũng phải suy nghĩ cho chín chắn ha. Mạng xã hội là không có đùa giỡn được đâu. Con biết rồi, con biết là con sai rồi, con biết là con quá đáng. Lúc mà con từ chối tình cảm của ảnh thẫn thừ vậy đó, là con biết là ảnh bị tổn thương. Nhưng mà con phải từ chối như vậy để cho ảnh không phải thương hại con nữa. Tại sao con nghĩ đó là tình cảm thương hại? Ủa chứ còn gì nữa, tí nhìn đi. Một đứa con gái quê mùa như con nè, tưng tửng như con nè. Còn ảnh á, ảnh là một người Việt kiều nè, có công ăn việc làm ổn định đàng hoàng tử tế. Làm sao để ý tới con, với lại thêm một phần ảnh bị thất tình. Cái ngay lúc này con cũng thất tình giống ảnh, kiểu như là đồng cảnh ngộ nên ảnh thương hại con. Nếu như á, tình cảm chân thành thì không có một giới hạn nào cả. Cậu Nam á, là người có ăn có học. Tí nghĩ cậu Nam á, là người tốt. Tại vì cái cách biểu hiện tình cảm của cậu Nam á, nó thẳng thắn quá, nên con nghĩ đó là đùa giỡn. Nó cũng giống như con á, biểu hiện tình cảm đối với thằng Nghĩa, nó thẳng thắn như vậy á, nên thằng Nghĩa nó cũng ngại. Vậy là quả báo hả tía? Ừ. Vậy tình cảnh bây giờ anh Nam giống như con ngày xưa, còn con là giống như anh Nghĩa ngày xưa hả tía? Vậy bây giờ sao tía? Không sao cả. Con yên tâm đi. Kể từ bây giờ nè, thằng Nam nó không bao giờ nó dám bén mảng tới đây nữa đâu. Con chuẩn bị ăn mừng đi. Ủa tía, đang nói chuyện với con mà tía đi đâu vậy? Tía đi tìm thằng Nam. Ê, má Nghĩa, mình làm gì vậy? Tôi thấy trời này nó ui ui, ông ơi, tôi tính dẹp vô. Trời đất ơi. Mà ông nghe tôi hỏi nè, cái thuốc mà chưa phơi đó, còn nhiều quá vậy? Còn tới 2 bao lận. 9 giờ hôm nay tôi thấy nắng chập chờn nè, cho nên là tính 2 chồng phơi cho hết luôn. Chứ để ngày mai nó ẩm mốc không có tốt. Ông ơi. Vậy? Bây giờ ông phụ tôi, ông dẹp vô đi, tôi đi công chuyện chút nha. Ủa, nha, ông nha. Phụ rồi còn đi đâu nữa, đi đâu? Tôi đi tìm thằng Nam. Nghe nói hôm qua nay nó mới về nhà, tôi lo quá à. Trời đất ơi, tôi có nghe lộn vậy? Thằng Bảo Nam hay thằng Bảo Nghĩa? Làm như Nghĩa không bằng Bảo Nam. Con ở đâu xứ lai xứ đến rồi về đây? Nó đi lạc tôi kệ nó, mất mới gì mình đi tìm nó. Làm như con đẻ của mình, như làm như Nghĩa vậy trời. Thì đúng là thằng Nam không phải là con của tôi, cũng không có phải là bà con lối xóm. Nó ở đâu nó tới đây? Nhưng mà ông coi bây giờ ông đốt đuốc ông tìm một đứa thanh niên gì khó lắm ông ơi. Dễ thương nè, lễ phép nè, ngoan ngoãn nè, ai cũng giúp đỡ hết. Trời ơi, bởi vậy tôi thương nó quá đi. Rồi cộng thêm là con Duyên nó từ chối tình cảm của nó. Nó buồn, nó bỏ đi, nó muốn gặp mặt ai trong xóm này hết. Cho nên tôi tính chạy qua bên nhà nó, thưa an ủi nó vài câu. Mình ngó bộ này tốt dữ. Kệ tôi, vậy tôi đi nha. Thôi. Sao nữa? Nó không có nhà đâu mà đi. Nó không có nhà, nó đi đâu, nó ở đâu, sao không biết? Tôi đâu cần qua đó. Chính vì nó không có nhà, người ta mới đi kiếm nó, mình mới biết nó không có nhà. Nó không có nhà, vậy nó đi đâu ta? Ừ. Rồi con ăn ở đâu? Con ở đâu? Trời ơi, cầu trời khẩn vật, đừng cho chuyện gì xua rủ đến với nó nghe. Tía! Ai cũng nói cậu Nam á về Sài Gòn rồi, mà con là con không chịu tin. Thì con nghĩ là anh sẽ quay về nhà, xong rồi anh lấy đồ, con đúng
lại để coi ảnh có gặp được ảnh không. Đợi cái gì mà đợi nữa. Nhan, Nhan. Ủa, chị chỗ không chết à? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói nè. Gì vậy? Hỏi nữa hả? Em biết động não mà suy nghĩ chứ hả? Anh mà bảo Nam điện thoại về cho chú ba rồi hả? Không có Nam nào để chơi hết trời á. Tôi qua kiếm thì tao mắng vốn rồi đó. Mắng vốn gì? Thì tại cưng đó. Tại cưng á mà chị đi chợ á, hết người này kéo quần tới người kia kéo áo. Chị lại hỏi tại sao mà cưng đối xử tàn nhẫn với thằng Nam vậy. Chị á phải nói cho người ta, giải thích cho người ta là tại em không có mê thằng Nam, mà thằng Nam đu em hoài nên em ghét, em quất nó người tàn nhẫn, hiểu không? Mọi người ơi, tự nhiên chị đi đồng rộng mà chào chị à? Đồng nào? Thì người ta hỏi tôi trả lời thôi chứ bộ. Với lại tại cưng á, cưng có biết là ở nhà chị chú ba với bà nội mất ăn mất ngủ lo cho thằng Nam. Chú ba kêu chị là kiếm cưng, hỏi lý do tại sao mà cưng đối xử với thằng Nam vậy đó. Tự suy nghĩ đi. Đó, không biết bây giờ người trong cuộc có trách cứ hay không, chứ tôi thấy người ở ngoài đời hết người này tới người kia bắt đền rồi đó. Thiệt phát mệt. Tại chị Duyên, Duyên, Duyên. Anh Nam. Em về uống thuốc nè. Em uống thuốc đi, cho mau hết bệnh. Em đang nghỉ. Gái, tía nấu cơm xong rồi đó, đói thì vô lấy ăn nha. Ăn xong á nhớ uống thuốc, phải uống thuốc đúng cử, đừng có bỏ cử hoài á, không có hết bệnh đâu. Thôi tía ra ruộng nha. Đi qua hút thêm mấy thang thuốc nữa uống cho nó hết hẳn luôn, chứ bệnh nằm ở nhà mệt chán quá. Trời ơi, sao chị không điện hỏi cho em đi, em đem qua cho chị liền luôn á. Ủa mà chị bớt bệnh rồi đúng không? Bớt bớt là đi chơi với em được đúng không? Đi thì được nhưng mà không có đi đâu. Sao vậy? Đi đi, chị phải đi ra ngoài thì chị mới mau hết bệnh được. Ủa đâu ra cái lập luận đó vậy? Thì má em nói vậy mà.
má em nói ai mà người ta bệnh nhẹ nhẹ nha mà cứ chui ở nhà hoài á là mình mệt mỏi tinh thần lắm nên là ra ngoài nó sẽ đỡ bệnh hơn. Chị không tin hả? Tí em cũng nói vậy á. Rồi đi mà đi chơi với em đi. Rồi chị Duyên, năn nỉ chị á, một lần thôi, một lần này một lần cuối cùng trong cuộc đời của chị luôn. Đi chơi một lần này là từ đây sao hả? Em sẽ không bao giờ làm phiền tới cuộc sống của chị nữa. Hai. Được rồi, mệt quá đi thì đi. Chị ngồi đây chút nha, em hơi đau bụng á, em đi xin chắc. Chết mồ rồi, cái này có vấn đề rồi hả? Ê, ổn không nha? Ngon mà. Anh tặng em. Tự nhiên cái tặng bông cho em. Bộ anh không giận em. Anh có giận em gì đâu. Chắc là trước đây do anh chưa hiểu được nỗi lòng của em thôi. Chị thiệt tình luôn á. Chị từ chối tình cảm của Nam chi để bây giờ nè phải đi tìm ảnh cực khổ ghê không? Thì tại vì chị ảnh không thể nào làm người yêu của nhau được mà. Sao không được? Chị đừng có nói với em là chị chưa dứt được tình cảm với anh hai của em nha. Không phải. Chứ sao? Chị biết là từ hồi giờ mà chị cứ chạy theo anh Nghĩa là không phải là hoàn toàn vì tình yêu đâu, mà là vì sự cố chấp với lại sự ích kỷ của chị á. Cho nên bây giờ chị đã chấp nhận buông bỏ rồi là chị không có yêu nữa đâu mà. Đúng rồi, chị phải quyết đoán như vậy thì mới đúng là chị Duyên của em chứ. Ủa? Nhưng mà sao chị không chấp nhận tình cảm của anh Nam đi? Chị không biết nữa. Không biết sao nữa nhưng mà anh thấy không, tự nhiên bây giờ chị với anh Nam đang là bạn bè với nhau vui gần chết luôn. Đùng cái yêu nhau xong cái cãi lộn xong rồi chửi lộn xong rồi chia tay, cái hả, tự nhiên cái chị mất luôn người bạn tốt với mảnh sao? Chị đã nghĩ xa được như vậy là chị thích người ta rồi còn gì nữa. Chắc là Duyên chưa nhận ra tình cảm của mình với anh thôi. Hay là anh thử biến mất vài ngày coi sao? Hen. Cũng hay đó. Ê! Nhưng mà đâu có được. Tự nhiên làm cái đó kỳ vậy? Có gì đâu, không được. Thông thường có phải là khi người ta mất một cái gì đó, người ta mới nghiệm ra được tầm quan trọng của nó không? Biết đâu mà lúc anh mất tích vài ngày, thì Duyên sẽ nghiệm ra tình cảm của mình với anh thì sao? Cũng hay. Coi vậy mà cũng chiêu trò quá ha. Trời ơi, bây giờ anh mới biết là em nhiều chiêu trò nghe. Ý, không biết là hồi đó giờ anh có dính cái chiêu nào của em không ta? Dính hết, chiêu nào cũng dính rồi. Hèn chi mỗi lần gặp em là anh tê tái. Gì vậy? Đàng hoàng xíu đi. Nhưng mà tôi lo cho Duyên quá à. Tôi mất tích thời gian á, rồi ở nhà đây ai lo cho Duyên? Rồi lỡ mà cổ làm chuyện gì dại dột sao?
có gì đâu. Tôi giúp tình là canh cho. Với lại ông đi Sài Gòn có 1-2 ngày, chứ có phải đi luôn đâu. Đúng rồi đó. Chỉ cần mình kết hợp ăn ý với nhau để duyên nghiệm ra được cái tình cảm của mình với anh thôi. À, hey, mà lỡ như duyên không có tình cảm với ông Nam thì sao? Thì tôi đâu có ép được cổ đâu. Cái gì vậy? Cái chuyện tỏ tình của ông Nam một mình ông thở dài được rồi. Mất mới vậy em thở dài nữa. Thì em thấy thương hai người họ quá à. Mình thành đôi rồi, bây giờ mà được duyên với anh Nam thành đôi nữa thì vui hơn nhiều quá. Hay em quay lại với anh đi. À, dạ. Nè, phải cố lên nghe, lần này là phải thành công nghe không? Ừ. Rồi, tôi về á. Ê, cho về chung với. Thì chung chi? Thì qua nhà ông nhờ xíu. Nhờ cái gì? Thì ở nhà vài hôm chứ bây giờ mà tôi đi về nhà tôi á là duyên qua kiếm liền. Ờ, đúng rồi đó. Bây giờ chú Nhân với lại Duyên tìm anh Nam ở khắp nơi luôn. Anh đâu có chỗ đi nữa đâu. Ủa nhưng mà cái giường tôi nhỏ xíu à. Với lại tôi không có quen ngủ với người lạ. Ông qua ngủ là ông nằm dưới đất nha. Ok. Rồi, chốt. Chốt. Yeah. Anh em. Ủa, em thấy anh rồi nè. Để quay mới chị Nhi biết liền. Trời ơi, người ta đang trốn Duyên mà tự nhiên đi báo. Sao vậy? Chị Duyên tìm anh cực khổ lắm á. Để em quay mới chị Duyên. Thôi, được rồi. Sao vậy? Mà ai mượn em? Ủa thì chị Duyên tìm anh thì em phải nói chị biết chứ. Em đang rảnh không? Rảnh. Vậy đi kiếm gì ăn đi. Em quên mất nhiều cái gì. Thôi. Ai mượn gì hả? Ông Nam qua nhà mình ngủ nhờ có một đêm, tự nhiên làm ầm lên gì vậy? Ủa thì anh không biết là chị Duyên đi tìm anh Nam cực khổ lắm hả? Giờ phải qua phải báo chị Duyên biết liền chứ. Ê! Bình tĩnh, bình tĩnh. Nè, em biết rõ kế hoạch của anh với ông Nam đúng không? Kế hoạch gì? Nó thiệt không biết không hả? Cái lúc mà anh điện thoại nha là anh để ý là em hãy rình nghe nè, đúng không? Ờ, thì anh biết đâu. Có rình không? Không, em nè. Tại sao lúc đó không mét, bây giờ đòi mét? Thì em muốn... Em cái gì? Muốn gì nói đại đi. Anh rành em quá mà. Thì em muốn tham gia vào kế hoạch chinh phục chị Duyên của anh Nam đó. Làm được trò trống gì không rồi tham gia? Anh lại khinh thường em rồi. Anh có nhớ những lần mà anh hẹn hở chị Nguyên á đều là do cái đầu này nghĩ ra không? Nè, chuyện quá khứ rồi nghe. À mà cũng đúng nha, Úc Tình là thân với Duyên lắm mà hình như là ông chưa hẹn được Duyên đúng không? À hen, xíu nữa quên vậy thôi, chắc tôi đi. Ê mà đâu được, tôi qua bển á là chú Nhân ông cười tôi chết, mắc cỡ lắm. Giờ sao ta, giờ sao để cho Duyên được bất ngờ cho ta đó, thấy chưa? Bây giờ hai người đã thấy giá trị của em chưa? Để em đi hẹn chị Duyên cho. Em gửi chị Duyên đi chơi được không? Có chắc không? Đương nhiên là chắc rồi. Ê, cái gì vậy? Trong sự nhà em. Mẹ hẹn được việc. Chuyện là như vậy đó. Hôm nay Úc Tình hẹn em ra đây để cho anh gặp, cũng là kế hoạch của tụi anh. Cái con bé Úc Tình này thiệt cái tình. Anh Nam ạ. Anh Nam cho em xin lỗi nha. Cái chuyện mà hôm bữa em bắt anh khiêng nước cái xong cái em
quay phim á, cái em đăng lên cái xong người ta coi cái người ta chọc quá trời, cái em biết lỗi của em rồi, cho nên em xin lỗi em. À, anh không có giận em đâu, em đừng có lo, em kêu anh làm gì cũng được mà. Thật ra thì em không có đùa giỡn tình cảm của anh đâu. Thiệt. Anh biết mà. Anh biết em không phải là con người như vậy. Từ khi gặp được em á, anh cảm thấy như là em rất là đồng quan điểm với anh. Xí, cho em hỏi cái. Sao anh đổi gu nhanh quá vậy? Từ từ chị Thảo Nguyên khác, cái anh đổi qua em, nhưng mà em với chị Thảo Nguyên khác nhau một trời một vực luôn á. Vừa tính tình nè, sở thích cũng khác nhau nữa. Anh có đổi gu gì đâu, mà anh nghĩ là gu cũng có thể thay đổi được mà. Giống như là gu của em rồi bắt anh là phải hít đất rồi xách nước này kia đó. À, em thay đổi được đó. Chọc em hoài luôn á. Anh thích em bởi vì em ngây thơ, em đáng yêu. Nhiều khi em như trẻ con vậy đó. Anh cũng không nghĩ là anh lại thích em nữa, mà anh cũng không biết là anh thích em từ bao giờ. Dạo gần đây á, anh đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Em là người anh cần. Làm bạn gái anh nha. Chào tía, chào tía. Rồi, để xuống. Chà. Hèn thèn, thịnh soạn chưa? Đây nè, khổ qua nhồi thịt, con hái khổ qua nhà mình luôn. Đậu que xào, nhà mình ở đằng sau con hái đằng sau luôn. Đây, cá lóc kho. Nay là con không có cho tía ăn rau luộc chấm nước muối nữa đâu, tía đừng có sợ. Rồi, ăn. Nè tía. Đây. Anh định đi ra ngoài hả? Nè, tôi đã nói với cô Hồng rồi, cô đừng mất thời gian như là công sức gì tôi gì quá. Hả? Anh cứ ăn thử một miếng đi, rồi từ chối cũng đâu có muộn. Ngon lắm á, món anh thích á. Nhưng mà tôi thấy. Nhưng gì không biết à? Tôi biết á. Bữa nay là con Duy nó phụ chủ bằng đám cưới. Anh ở nhà có mình ên à. Người đàn em bị gói nữa chứ gì. Thì nhiều khi có một mình ở nhà thì. Thấy chưa, đàn ông với anh nó ai cũng vậy hết à. Thôi anh qua ăn đi còn nóng á. Tiếp mận đi. Bộ giỡn hả? Con ăn đi, tí ăn nè. Ngon luôn á. Ngon.
Ôi trời, nay đi đâu mà son cái màu đỏ chết vậy chị? Có đi đâu đâu, mình ở nhà mình cũng phải mặc đẹp chứ. Với lại sắp tới sinh nhật chị rồi, cho nên là chị muốn mình thật là lộng lẫy trong những ngày cận kề sinh nhật. Vậy hả? Ê, hay là để em tổ chức sinh nhật cho chị nha. Cô Hồng ơi, có chuyện gì? Trả lại cô cái cặp ăn cơm. À cô Hồng, cho tôi ly cà phê đá mang về. Đắng hay ngọt? Nhưng mỗi khi. Chờ một chút. Ba chục. Sao chưa về? Chào cô Học, tôi về. Tiết, Tiết. Bữa nay tí đừng đi làm tí ở nhà hay Tiết? Còn không làm lấy gì ăn? Tiết, bữa nay cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Tiết. Con lúc nào cũng có chuyện quan trọng á. Quan trọng thì để chiều hay là tối nói. Không có được, không có được. Con chuẩn bị xong hết rồi. Chuẩn bị gì? Tí không có thấy. Con nè. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đồ mới hả? Anh Nam mua cho con. Dạ. Của cậu Nam hả? Đẹp. À mà thôi, tía giờ tía lo ra ngoài vườn ha, bỏ bê bao nhiêu thứ công việc ở ngoài ha, có gì là chiều tía về là tính. Bình thường tới sớm lắm, tự nhiên nay tới trễ dữ không biết. Ô, anh tới rồi nè. Trễ quá. Thì tại vì anh phải ghé chợ mua mấy cái đồ để trưa nấu cơm nè. Tí để không được, tí đi luôn rồi. Tí đâu à? Thì tí ra ngoài vườn chứ đâu. Sao em không nói tí chợ xíu? Anh nói bí mật em có dám nói gì đâu. Vậy giờ sao tìm tí đây? Ra ngoài vườn tìm tí. Hôm nay em đẹp lắm nha. Anh, em thấy chị chủ chị ở với nội cũng nhiều năm rồi, em thấy thương chị quá à. Em tính hay là mấy anh em mình tổ chức sinh nhật bí mật cho chị nha. À, anh thấy cũng được á. Chị chủ với sầm sàm nhưng mà dễ thương lắm. À, hay là mình làm một cái sinh nhật hoành tráng luôn cho chị nhớ đợi luôn. Anh hay quá ha. Làm như sắp cho chị lọt xuống ao hay gì mà kêu nhớ đợi. À, cái ý này cũng được á. Hay là mình làm cho chị chủ hả, té lên bờ xuống ruộng luôn, xỉu lên xỉu xuống luôn, cuối cùng quá ra là cái sinh nhật. Anh này, cứ giỡn hoài à. Người ta đang nghiêm túc mà cứ vậy. Ghét, không thèm bạn nữa. Thôi được rồi, không có giỡn nữa. Vậy bây giờ ý của em sao nè? Thì em tính vậy nè, bữa đó nha, em sẽ dắt chị chủ ra, xong rồi em bỏ trốn, để chị tìm kiếm em trong quảng sợ. Rồi đụng cái, em, anh, Bình, Út Tình, mình ôm cái bánh kem nhảy ra hù cho chị hết hồn chơi. Em làm vậy ha, chị chủ chị đứng tim á. Ê, mà nếu mà làm vậy thiệt á, có khi chị dí em chạy 2 ngày 2 đêm luôn á. Thì đó, dí em xong cái ha, nhảy qua dí anh, dí anh xong dí Út Tình, dí mình chạy vòng vòng vòng. Vậy là 8 ngày 8 đêm á. Lúc này có phải thời điểm phù hợp để cầu hôn ta? Lỡ mà Nguyên từ chối thì sao? Mà không cầu hôn bây giờ để hai bên gia đình càng bất hòa, thì mình với Nguyên càng khó tới với nhau hơn nữa.
Anh đang nghĩ gì mà nhìn em dữ vậy? Không có gì, đang suy nghĩ cái kế hoạch làm sinh nhật cho chị chủ thôi. Tía! Tía ơi! Ở đằng sau, ở đằng sau nè. Dạ, con chào chú. À. Con xin phép chú kể từ ngày hôm nay cho con được phép tìm hiểu duyên. Lúc mà con vắng mặt á, Duyên á, nó biết lỗi, nó cũng mất ăn mất ngủ á, con bỏ qua cho con Duyên nha. Dạ. Chú đồng ý cho hai con tìm hiểu với nhau. Dạ, cảm ơn chú. Nhưng mà trưa nay nè, hai đứa làm gì? Dạ, anh Năm chuẩn bị hết rồi, anh mua nhiều đồ lắm luôn. Cái xong rồi con chạy về nhà, con nấu một bữa cơm thật là thịnh soạn luôn. Xong rồi cái tía đi làm về sớm tía ăn nha. Rồi thôi được rồi. Bây giờ con á. Dạ. Con vô nhà con nấu cơm. Còn Nam á. Dạ. Theo chú ra ngoài giường. Dạ chú kêu sao rồi con nghe vậy ạ? Tía, anh Nam từ xưa giờ á, ảnh đâu có biết ruộng nương gì đâu, tự nhiên cái tía kêu ra ngoài ruộng làm gì vậy? Chà, hai bên nhau quá ha. Sợ cậu Nam ra ngoài giường là bị đen chứ gì. Thôi được rồi, chú giỡn mà. Hai đứa về nhà lo nấu cơm ha. Mà tía nói thiệt nha, bữa nay á, cơm canh mà không ngon á là tía quýnh đòn á. Chú đi nha. Ê. Cho phép nắm tay mà cứ nắm tay hoài vậy. Ở đây là ở Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài đâu. Cái nắm tay ngoài đường là người ta thấy kỳ lắm luôn. Không có được nắm tay nữa nha. Ông bà mình có câu, cưới vợ là phải cưới liền tay. Mặc dù là mình với Nguyên dù mới chính thức yêu nhau thôi à, nhưng mà cũng biết nhau có năm trời rồi. Tính Nguyên thì mình cũng hiểu rõ, cô cũng biết con người của mình như thế nào mà. Úc Tình ơi! Úc Tình! Chị chú! Ủa? Chị chú! Nghĩa? Chú! Hả? Ngồi xuống đây. Chị chú! Gì? Em có chuyện muốn nhờ chị chủ nè. Hôm nay em có chuyện muốn nhờ chủ. Hả? Chứng tỏ là chủ quan trọng trong câu chuyện này phải không? Quan trọng, nhưng mà nhớ nha. Nhớ là không được mét lại với Nguyên nha. Bây giờ mà nếu em không nói chị nghe, chị mới mét với nó đó. Em tính làm một chuyện động trời với Nguyên. Gì vậy? Mày ở đó mà mày đòi ăn cơm trước kẻn với em thôi hả? Tao quýnh mày nghe chưa? Ăn cơm trước kẻn gì? Tào lao không à? Nếu cái gì? Gì nè, em tính á là em sẽ tổ chức một cái buổi dã ngoại thiệt lãng mạn nha. Xong rồi em sẽ cầu hôn Nguyên. Cầu hôn Nguyên? Vâng. Cầu hôn là... Gì vậy? Thì cầu hôn là năn nỉ đó không em? Phải, cầu hôn thì là cầu hôn vậy thôi. Tự nhiên ví dụ gì cho khó hiểu vậy? Cầu hôn là cái... Cầu hôn là làm đám cưới. Được đó rồi. Khoan nhưng mà không được. Sao vậy? Cái chuyện đám cưới này nọ rất là quan trọng. Em đã xin phép gia đình em với nhà ở bên chị chưa mà em đòi cầu hôn Nguyên?
Thì giờ hai bên gia đình cho tụi em quen nhau thì cũng có nghĩa là đồng ý cho tụi em cầu hôn rồi đúng không? Cưới nhau đúng không? Thằng khờ biết. Nó nói nghe nha, chuyện đâu ra chuyện đó. Người lớn người ta vậy không đó, cho phép quen là khác mà đám cưới là khác. Với lại chú bà ổng rất là khó, hơn nữa là ổng lật như vậy nè, không biết đường đâu mà lật. Nói chung thì em cầu hôn trước đi, còn cái chuyện mà hai bên gia đình á thì em sẽ thuyết phục sau, quan trọng là Nguyên thôi đúng không? Đúng, dù gì cái này cũng là đám cưới của hai đứa bay. Ừ. Thì cô dâu với chú rể là quyết định chính. Ừ. Với lại Nguyên rất là mê mày, nó sẽ chịu. Vậy thì em nhờ chủ là bạn kế hoạch làm bạc ti rồi này nọ phải không? Thì nói chung em cũng chưa biết làm sao nữa. Đúng, nếu mà em đã muốn cầu hôn rồi thì phải làm cho nó hoành tráng, cảm động. Có điều là con Nguyên nó không có thích ồn ào. Thì bởi vậy giờ sao ta? Có cách rồi, có cách rồi. Cách gì, cách gì? Em nói nhỏ cho nghe. Thông minh. Rồi, quyết định vậy nghe. Quyết định vậy. Rồi, bây giờ chị phải đi về. Bây giờ nếu như mà bà con hàng xóm ở đây người ta thấy, còn lỡ gia đình mình ngó lên chơi một cái, biết chị với em ngồi đây là sẽ biết em bàn cái vụ cầu hôn đó nha chị nghe. Về thì về đi, tự nhiên nhắc lại nó to lên chứ vậy. Về nha. Nè, không được nói với Nguyên biết nha. Quan trọng bây giờ là về bển nha, về bển xong rồi phải canh Nguyên. Chứ để bữa đó hả, Nguyên bận á là em giận chị á nha. Anh là bây giờ về là có nhiệm vụ thám thính Nguyên cho em. Đúng rồi. Ok ok. Vậy nha. Ơi, quên nữa. Ký bút tình đúng không? Ở trọng á. Ký bút tình. À, thôi khỏi đi, kể đi. Tính qua phe cây son. Mà bây giờ cái chuyện này nôn quá. Tự tôi son. Tự dặm, tự dộm mình cũng thấy vui đó. Chị về. Chị sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho em. Yes. Đi ra. Cảm ơn. Không có chi. Duyên. Ủa, cô Hồng. Cô Hồng đi chợ mới về hả? Duyên, cô có một bánh ú nè. Cái này ngon lắm. Con cầm về nhà ăn nha. Trời ơi. Trời ơi, cái bánh ú này là tía con khoái ăn lắm nè. Thiệt luôn á, chỉ có mình cô Hồng mới hiểu ý của tía con luôn á. Tiếc á, là tía con đâu có hiểu. Dạ, cô nói gì? Đâu nói gì đâu. Ủa mà sao mấy ngày nay á, con không thấy cô qua nhà con chơi vậy? Cô bằng công chuyện. Thiệt không? Thôi đi, hai người đang giận nhau đúng không? Đâu có. Không có hả? Vậy thôi để con giận hỏi tí. Thôi. Chứ sao? Cô Hồng á, quan tâm tí con. Mà tí con đâu có. Con hiểu rồi. Nhưng mà theo con thì cô phải cố gắng, không được bỏ cuộc. Cô cố gắng bao nhiêu năm nay rồi mà có được gì đâu. Thì đó, chính vì mấy năm trời cho nên bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn, quyết chiến quyết thắng. Con thiết nghĩ thì cái này mình nên tự tay đưa thì hay hơn. Tự đưa cho tí con đi. Con về á. Y như mình mà, biết giờ nãy đi đâu vậy cả. Nguyên không có ở nhà,
mà ăn chủ không đi đâu á. À, hay là tụi này hôm nay nó bàn tính cái gì nữa đây nè. Sinh nhật chị chủ mới làm cỡ này rồi, mai mốt tới mình không biết sao nữa. Cầu hôn là phải làm hoành tráng như vậy. Vậy là mai mốt tới cái lễ cầu hôn của mình. Xúc động nè, cảm động nè, nghẹn ngào nè, rơi nước mắt nè. Làm chị mất cổ à. Ai khóc nhè kìa. Nghẹn ngào nè. Thiệt luôn. Chị chú, nuốt ngược vô trong, lem mới cả ra hết. Chị chưa khóc. Chưa khóc. Chị nói thiệt luôn á, mấy chục năm cuộc đời ở rộng. Chưa bao giờ, chưa lần. Nhật. Lem mascara. Không khóc được. Tại vui á. Rồi, đúng rồi. Cầu nguyện đi. Chị Út vậy. Cầu nguyện xong rồi. Chị Út vậy năm sau chị có bồ. Cái bánh kem à, phần quan trọng nhất. Được, ăn bánh kem đấy đúng không? Ai ai cắt, ai là người cắt đây, đây. Tất nhiên là chị chủ rồi. Chủ nhân phải cắt chứ. Wow. chủ nhìn em. Tự nhiên nó vui quá cái nó bị chuột gút cái tay. Béo. Hay là nghe cắt không chị đây. À, rồi em cắt cho. Cắt hay cắt. Tại nay em đâu ăn bánh kem quá à. Làm rớt cái nhẫn trong này nè. Wow. Thôi, hôm quá. Trời phải chị mà phát em cái em nhằm cái gâu cái. Gãy em răng á. Đúng rồi. Nhưng mà của ai vậy? Trời. Của anh đó. Nguyên à. Đồng ý làm vợ của anh nghe. Ê nó khóc quá trời. Nó khóc mà nó không đồng ý á mấy đứa. Nguyên à, hai đồng ý làm vợ của anh nha.
Cà phê Sươi ơi. Anh đi cà phê đi. Chào tôi chút. Ngồi uống trà đi. Dạ. Ủa anh bận gì vậy? Đơm lại cái nút áo. Quỷ thần ơi, cháu Duyên đâu mà anh làm mấy chuyện tụng mũng thằng mằng này vậy? Con Duyên nó đi chợ rồi. Mấy cái chuyện nhỏ này tôi tự làm được mà. Thôi rồi, cái điều này là phải tuyển người nâng khăn sửa túi gấp rồi à. Già rồi anh ơi, nâng khăn chi nữa. Già cái gì mà già? Bộ già không có trái tim, không có khối óc hả? Máu không còn chảy hả? Anh không nghe ông bà ta nói làm sao? Gừng càng già càng cay đó, càng già càng sâu đậm tình cảm đó. Nhưng mà thôi, tôi ngại lắm. Ngại gì? Anh cứ như vậy hoài làm khổ người ta. Khổ ai? Trời ơi, mãi hơi hoài. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Mỹ Hồng chứ ai. Thôi, tôi không dám làm phiền người ta. Tôi gà trống nuôi con quen rồi. Tôi sống về để lo cho con Duyên. Nói thiệt với anh á, ở cái xứ này không ai treo cao giá như anh chứ. Nghĩ sao mấy chục hôm nay mà thủ tiết hoài vậy không biết nữa. Cháu Duyên nó lớn rồi chứ nó còn nhỏ nhắn gì đâu mà anh cứ gì nói gì nó. Anh suy nghĩ lại đi. Thiệt đó, mình sống trên đời này không có lâu nữa đâu. Nha. Mình không sao mà một nửa của mình thì sao? Xong chưa? Rồi xong. Rồi. Bỏ ra đi. Lát cháu Duyên gì nó lo mình trụ cột cái đình đừng để mấy chuyện ý này. Đi. 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 Hai uống gì vậy? Trời, khách quen mấy chục năm hỏi uống về cái thấy buồn như chiếc xù ba lá luôn nghe. Quen thì quen, nhiều khi sở thích anh thay đổi thì sao? Ai đổi rồi không biết. Nhưng riêng anh Nhân á, màu dạ sắc son trước sau như một à. Sao nói gì được anh? Như anh phải không? Thích uống cà phê đúng không? Ừ. Bữa nào anh thử đổi cà phê sữa coi, nhiều khi nó ngọt hơn cái anh thích làm sao? Ê, thấy cũng đúng á, anh thấy sao anh? Tôi hả? Tôi thì không có thích thay đổi, sợ không có hợp khẩu vị. Không thay đổi làm sao biết không hợp khẩu vị? Thì tôi biết tôi thích cái gì là được rồi. Có người cả đời còn không biết mình thích cái gì nữa mà. Đó là ai khác, chứ không phải tôi. Thôi, cho tôi xin gan đi, trời ơi trời. Có ly cà phê bỏ miếng sữa gì dặn khó, căng thẳng lắm vậy. Có gì đâu căng anh. Thì người ta thích gì, tôi đoán cái đó thôi mà. Thôi vậy cho hai ly cà phê như cũ đi. Dạ. Cái gì kỳ vậy anh? Thiệt cái gì? Tôi nói thiệt vậy đó. Thôi, thiệt chứ mà anh thẳng thắn quá, nhìn thấy cũng ấy nữa. Tôi đàn ông mà tôi còn thấy xấu sang nè. Phụ nữ anh nói vậy tôi nghĩ em ta. Chết rồi, cái mặt bán đóng kìa, lá uống cà phê đắng nghét cho coi. Anh ơi. Ừ? Bây giờ mình qua nhà ai trước giờ? Bây giờ qua nhà cũng được hết. Anh cho em tự quyết định hết. Ê. Ừ? Hay là bây giờ mình chơi trò chơi đi. Trò gì? Cởi ra. Cởi gì? Cái anh này. Cởi giày của anh đó. Cởi giày hả? Nhanh đi. Bằng chi vậy? Thì cứ đưa cho em đi rồi em nói cho nghe. Một chiếc thôi. Đây, một chiếc được rồi, để chiếc này đi. Bây giờ vậy nha, em thả chiếc giày này lên. Nếu như nó rớt xuống mà nằm ngửa thì qua nhà anh trước. Còn nếu như mà nó nằm úp xuống thì qua nhà em. Oh, cái trò này em cũng nghĩ ra được luôn. Đúng là thông minh đáo để nghe. Chứ sao. Vậy làm nha. Một, hai, ba. Dạ con xin hai bác chấp nhận cho tụi con. Cái gì? Trời đất ơi, mới quen nhau mà đòi cưới gì? Ừ, đúng rồi đó. Phải tìm hiểu kỹ đi chứ con. Ba má à, tuy là con với anh mới quen nhau, nhưng mà con với anh Nghĩa biết nhau từ trước rồi mà. Không có được, phải tìm hiểu cho kỹ càng đã. Chuyện hôn nhân rất quan trọng lắm, phải có thời gian. Dạ, thời gian là bao lâu hả bác? Thì là 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng được. Hả? Ba, 10, 20 năm, lúc đó cũng thành bà cô già rồi. Sao? Ở nhà, ba lo, ba nuôi cho. Ừ, đúng rồi đó.
phải từ từ với con, chuyện cưới xin mà đâu có thể gấp gáp được, đúng không? Ủa Nghĩa, mặt con bị gì vậy? Dạ tại ôi da. Ôi anh ơi, anh ơi, anh có sao không vậy? Anh Nghĩa, anh Nghĩa. Em ơi, chiếc giày nó ấp hay nó ngửa vậy em? Nó ấp. Ấp hả? Nhà tí em thẳng tiếng nha. Dạ. Trời đất ơi, đó thấy chưa? Chuyện cưới xin mà sao tụi con coi nhẹ như là quăng chiếc giày được? Như là nhiêu đó thôi là thấy không có chín chắn. Đưa má coi cái trời ơi. Dạ. Tiêu cái bộ mặt đẹp trai của con tôi rồi. Chơi gì sao ngu dại vậy con? Dạ không có sao đâu má. Tụi con về giỡn chơi chút xíu à. Giỡn cái gì? Cái đó mà nào sơ sẩy liền vô con mắt luôn là thành độc nhãn long á. Vui lắm hay cười giỡn. Tiêu với bày nói đúng rồi đó. Không có chơi cái kiểu đó nữa nghe không? Dạ. Ai bày ra trò này? Dạ à, dạ là con. Là con là, dạ là con bày. Hứa với má là không có chơi nữa nghe không? Dạ dạ. Ngu dại vậy mà cũng chơi hả? Dạ dạ tí má ơi. Dạ cái chuyện mà tụi con vừa thưa đó. Dạ sao à? Tía phản đối. Má cũng phản đối. Ủa dạ sao vậy tía má? Dạ tụi con lớn rồi mà. Hai đứa mới quen nhau à. Biết có hợp nhau không mà cưới vô hỏi. Dạ tụi con hợp như lắm bác. Nè con à con, đâu phải hợp là đủ đâu con. Rồi mới mốt cưới nhau về, nhiều cái vấn đề nó phát sinh dữ lắm. Dạ cho dù là tụi con có khác biệt nhau, nhưng mà con tin là tụi con yêu thương nhau thì sẽ khắc phục được hết mà. Yêu là đủ hả? Tình nhân nhã ý sức tay thi. Trong mắt con giờ không ai bằng cháu Nguyên hết trơn. Nhưng cái đó là chuyện bình thường thôi. Cái chuyện sau hôn nhân mới quan trọng. Có câu á là hôn nhân như thể cái là cá trong muốn thoát cá ngoài muốn vô. Tụi con thấy có hợp nhau cưới được á, muốn đợi á phải 7-8 năm nữa để tính. Ủa sao bác nói giống ba con quá vậy? Thấy chưa, gia đình bên đó cũng có ý giống mình mà. Trời ơi tía. Gì? Tía với chú ba là hợp cả nhau lắm á. Làm xui là đúng luôn á. Cả cái gì mà cả? Cả bóng cho cả. Đợi đó nhất không nội? Ừ dạng gần dạng cốt quá con. Tốt quá. À mà nội. Hả? Hôm bữa đó nội không có ở nhà. Nội mà có ở nhà con không biết có chuyện gì xảy ra luôn đó nội. Ủa? Chuyện gì xảy ra con? Thì anh Nghĩa qua nhà xin phép cưới chị hai. Ba má phản đối kịch liệt luôn, không cho cưới. Trời đất ơi, vậy hả? Vậy chắc hai đứa nó buồn lắm đó con ha. Buồn lắm luôn á chứ. Đúng rồi nội. Trời ơi, chứ không biết bên nhà Tám nó nghĩ sao á. Bên nhà chú Tám á hả nội? Ừ, tấp tạng á. Con có hỏi Út Tình. Út Tình nói là bên đó cũng không chịu luôn. Gì nữa? Này, chị hai với anh Nghĩa khó khăn rồi nội. À, vậy thì kỳ này á, bà nội phải ra tay thôi. Bà nội ra tay? Ừ. Nội tính làm gì nội? Bây giờ á, con có cái điện thoại đó không? Dạ có. Điện thoại của con á. Đây nội. Con bấm giùm nội nha, cái số Tám Tàng để con nói chuyện với nó. Nhưng mà con biết số Tám Tàng không? Dạ có. Dạ. Nè nội. Đúng rồi con. Dạ đúng rồi. Alo với nội. Alo. Dạ. Alo. Tám Tàng hả? Ừ. Bác hai đi con. Con. Dạ. Bình. Nội định nhờ con chuyện này trong lúc con chủ đi vắng á. Có gì đâu nội. Ừ. Mấy cái chuyện nhỏ. À. Nội cứ để con. Giúp nội ha. Dạ. Nội. Hôm ấy mình nấu cà ri đi. Con thèm cà ri quá. Ừ. Cà ri ha. Ờ. Cà ri là một món nha. Dạ dạ. Cà ri. Rồi món thứ hai là chả giò nè. Chả giò. Rồi món thứ ba là gỏi ngó sen. Ôi, ngon lắm luôn á nội. Dừa. Dạ. Má ơi. Được không? Trời đất ơi, nấu chi cho mắc công vậy má? Gì mắc công?
nấu đãi người ta cho ta ăn chứ gì mất công rồi theo con làm sao. Kỳ này á, ta phải ra tay mới được. Nếu không tụi bay hai đứa, đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ, hành tụi nhỏ hả? Má. Ủa, má, má tính nấu món gì vậy? Được ba món rồi con. Tại mình bàn rồi, bây giờ con có món nào lạ lạ mà ngon ngon thêm nữa đi. Dạ, thôi má quyết định luôn đi. Nấu món gì cũng được, gọn gọn là được rồi má ha. Ừ, cũng tính vậy. Trời đất ơi, nấu cho dữ vô. Rồi người ta không qua, cả nhà súng là ăn cho hết. Cái thằng này, bàn vô bàn, bàn ra không à. Ông này, má đang bàn kìa, đừng có nói nữa. Thôi ra bữa coi. Dạ. Bốn món rồi đó. Cà ri. Trời đất ơi, gì giống nấu cái tiệc đám dỗ quá vậy má. Trời đất ơi, đám dỗ gì mà đám dỗ. Đây nè, nghe đọc cái món ăn nè. Cà ri, chả giò, gỏi cổ hủ dừa, rồi bánh hỏi thịt heo quay. Trời đất, có y như đám dỗ chứ còn gì nữa. Bậy nè, chứ theo bậy á, bậy định nấu gì chứ? Trời con á, không đãi thì thôi, mà đã đãi thì đãi cho nó đàng hoàng, nó thôi mất mặt ba sợ hết. Ừ, vậy ha. Vậy chứ theo ông á, thì nấu món gì mới xứng với ba sở? Thì hải sản, ví dụ như tôm cua mực nó vậy mới đúng đó, hiểu không? Không có bánh hỏi thịt quay thường quá. Ờ ha, vậy được á. Kỳ này á, mình làm cho nó ngon lành, cho bên kia nó nể mặt mình luôn. Tới luôn, cái gì cũng tới luôn, tới luôn. Chị có nổi, chị cháu tới luôn lắm luôn. Trời đất ơi, chứ gì đâu mà bánh hỏi thịt quay làm cho dữ vô, không qua ăn cho hết. Ê, xin lỗi. Không ngờ là hai bên phản ứng mạnh vậy luôn á. Anh ơi, nhưng mà có phải là mình gấp quá không? Gấp cái gì mà gấp. Bây giờ em nghĩ đi, nếu như mà tía má đồng ý nha, là mình phải coi ngày nè. Coi ngày xong nếu như mà không hợp á, là phải dời qua năm sau luôn. Cho nên bây giờ mình tính từ từ là đúng rồi. Với lại, không nghe người ta nói hả? Cưới vợ là phải cưới liền tay. À, thì ra con người cũng biết sợ. Sợ chứ sao không sợ. Nhưng mà sao nghĩ tới ngày mai em run quá à. Anh cũng vậy nè, không biết mai sao nữa. Lần này là đích thân nội ra tay luôn rồi. Nội thương anh lắm á. Nội cũng thương em vậy. Nhưng mà anh nói là Tía không chịu qua hả? Ừ, cái lúc mà nó gọi cho Tía đó, có anh ở đó nữa. Alo, tôi nghe. Ai bệnh về ho quá vậy? Ủa? Dạ, dạ, dạ thưa, dạ tại con không có số danh bạ. Dạ có chuyện gì không má hai? Dạ, mà hai chồng con qua ăn cơm hả? Dạ con cũng không biết à, bữa đó con có lịch đi khám bệnh cho ai không nữa nè. Dạ để con ngó lại rồi có gì con hồi âm lại bác hai sao ha. Dạ dạ dạ, để con lưu số này vô. Dạ. Ủa ông à, ủa bác hai nói gì vậy? Bác hai má ông bà sở á, mời hai chồng mình qua ăn cơm. Mời vợ chồng mình qua ăn cơm hả? Thì là chắc bác hai muốn nói chuyện gì với vợ chồng mình rồi đó. Tôi cũng nghĩ vậy á. Tía, vậy tía có tính đi không tía? Không mày. Ủa sao vậy tía? Nè ông à, bác hai đích thân mời mà vợ chồng mình không qua bển nè, con nó kỳ lắm, thất lễ với người lớn đó nghe. Dạ, dạ đúng rồi tía. Đúng vậy mà đúng, thất cái gì mà thất. Hồi nãy tía cũng đâu nhận lời bà hai đâu. Có gì bữa đó tao nói tao bận. Thì hay là tía thử qua bển coi sao tía. Khỏi cần qua. Tía biết triệu tía qua đó là có chuyện gì rồi. Ha. Cùng lắm thì bữa đó tía báo tía đi khám bệnh, có lý do chính đáng. Ai làm gì được tía, quê cả làng. Chắc là lần này nhà em ăn no nê luôn rồi. Có sao đâu, có anh qua nè, anh ăn chung. Có gì anh với em hai đứa cùng mập.
anh cứ giỡn hoài à. Em đang nghiêm túc đó. Rồi không có giỡn nữa. Nhưng mà thiệt là hết cách rồi hả? Ừ. Anh biết tính của tía anh mà. Tía anh đã nói không thì nhất định là không. Nể lời bác hai mới qua bên bển, nhưng qua bên nó thế nào cũng bị bà sở chơi khăm mà. Cẩn tắc vô ái nái, chuẩn bị trước rồi đỡ mất mặt. Má sắp nhỏ nó làm gì lâu dữ kìa. Mình ơi, làm gì lâu dữ mình? Chờ đi tôi ra liền. Sao ông vô làm gì lâu quá vậy? Trời, sao ông? Vậy? Ông thấy tôi được chưa? Nghiêm chỉnh chưa? Làm gì chuẩn bị dữ vậy? Trời ơi, thì đi qua nói chuyện người lớn mình phải sửa soạn chút xíu chứ. Sửa soạn quá. Đây có bẩn nó mấy bước chân làm gì sửa soạn lận? Chà, ông nói đây có bẩn có mấy bước chân làm gì sửa soạn hả? Ừ. Vậy chứ ai? Ai mà nghe từ bữa nay đi qua bên nhà anh ba nói chuyện hai đứa nhỏ tao nói nôn ngủ không được trằn trọc lăn qua lăn lại ha. Rồi sáng nay đồ cứ kiếm soạn tới bộ này soạn bộ kia ủi lăn mướt. Cả buổi ai vậy? Hả? Đi ra đường phải lịch sự chứ. Ủa, ông biết nói vậy hả? Ông là đàn ông mà ông biết ra đường lịch sự, tôi là phụ nữ phải cho sửa soạn chút chứ. Rồi, con nghĩa đó rồi. Nó nôn còn hơn ông nó chạy bển trước rồi. Vậy còn Út nè, mình chờ nó về, nó đi làm tóc rồi nó về đi luôn nghe. Thấy chưa? Mỗi lần có chuyện hai chồng là làm tóc làm tay. Thôi kệ nó đi. Nó nhỏ nhất nhà đừng để người lớn nhất làng đợi nó. Đi thôi. Đi, đi. Đó. Nhìn cái bàn tiệc dây đó là mới là đúng là đẳng cấp chứ đó. Phải vậy mới được chứ. Rồi cho tấm tàn cho qua cho hết hồn chơi. Coi là ba sở này đẳng cấp thế nào, nhà có điều kiện mà. Đó thêm nữa. Má ơi. Ơi ơi. Xong hết rồi nè má. Ừ. À ha. Xong rồi hả con? Dạ con má. Ừ. Một tay con chủ làm hết đó má. Trời ơi. Ủa nó đâu rồi? Dạ nó mới đây mà không biết nó đi đâu rồi á. Trời, con nhỏ này thiệt tình. Mấy cái dịp thế này là phải có mặt chứ, nó chứng kiến rồi nó chụp hình rồi post lên cho người ta biết nhà ba sở làm tiệc như thế nào. À, được quá ha. Dạ. Nè. Ừ? Sao anh nói tía chắc chắn không qua mà? Anh đâu biết đâu. Tự nhiên sáng sớm cái tía dựng đầu cả nhà dậy kêu là sửa soạn đi. À, vậy chắc là tía đổi ý đó. Anh hy vọng là vậy. Nhưng mà anh nghĩ chắc là do quy lực của bà nội á. Ờ. Ủa? Con Nguyên với Nghĩa đâu mà không thấy mặt mũi của tụi nó đâu. Ờ, sao giờ con không thấy nè hai đứa đó à? Tụi con về rồi đây. Đi về rồi nha. Thằng này múc linh. Dạ nội, dạ hai bác. Ừ con. Chứ anh Nghĩa chạy ra đại lý mua thêm nước ngọt. Ừ, đúng rồi đó. Uống nước ngọt thì được rồi con. Đừng có bày rượu bia chi. Gì kỳ vậy? Tôi có chai rượu tây đây rồi nè. Đây nè, rượu tây nè, uống ngon lắm. Ừ, thì ông với anh Tám thì uống rượu. Còn phụ nữ thì uống nước ngọt, phải không con? Con má. Dạ, con cũng uống nước ngọt luôn. Ừ. Mà sao tí má anh giờ chưa tới nữa? À, để anh gọi ha. Thôi con khoan khoan. Dạ. Trời đất ơi, nóng ruột cái gì, từ từ cũng tới thôi. Gần đây mà, có xa xôi gì đâu. Khỏe nóng ruột ha. Dạ. Dạ tía má. Đó nè. À, xin chào cả nhà. Thưa bác hai con mới qua. Cảm ơn. Chào anh chị. Mới tới hả con? Dạ. Chào bác hai. Dạ. Chào chị. Chào bác. Ừ. Đầy đủ hết rồi. Vô bàn đi. Mình vô bàn đi con. Vô vô. Dạ. Dạ. Mời anh chị ngồi. Dạ. À, thưa anh chị, hôm nay nhà tôi không có gì, chỉ có mấy món sơ sài mong anh chị dùng cho. Trời ơi, dạ. Ơi, gia đình anh chị nói quá lời không? Bác hai coi đó, tại tụi con linh đình quá trời, toàn hải sản đắt tiền không mà anh nói sơ sài. Dạ, gia đình tôi á, bữa ăn bình thường cũng ăn như vậy đó. Dạ, vậy để con ra sau đem thêm trái cây lên. Ừ.
Đi đi con. Dạ con xin phép ra sao dạ cô phụ Nguyên ạ. Đi đi con. Đi đi con. Dạ. Dạ. À, mời chị đây. Dạ 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 mời, dạ mời bác ạ. À. Mời bác hai. Bữa nay á tôi có chai rượu tây. Tôi xem khui nó ra tôi với anh nhấp nháp chưa nha. Xin lỗi. Tôi chuối hột muôn năm. Không quen uống rượu lạ đau bụng. Thôi cả nhà mình cầm đũa đi. Dạ, dạ. Ăn chứ để thôi, thức ăn nó nguội. Dạ, dạ. À, em mời chị. Dạ dạ mời chị. Mời dạ, cả nhà dạ, cầm dạ. đũa ăn để thức ăn nguội mất ngon. Dạ, rồi. Dạ con ngon. Dạ con mời anh ba. Xin lỗi. Dạ dạ. Dạ dạ mời chị. Dạ cảm ơn. Ông à, ông làm gì? Ăn chứ chị. Tự nhiên em khô ra chi, đồ ăn ta đãi ê hề hải sản không kìa. Tôi không quen ăn hải sản. Anh làm vậy là sao? Bây giờ anh muốn gì? Anh bí mật tôi phải không? Ủa tôi làm gì mà anh ta gọi là bí mật chứ? Gia đình tôi mời anh, cái này mà đồ ăn tôi đã đãi ê hề vậy, không ăn. Mâm khô ra là sao? Thì tôi thèm khô anh cứ để tôi tự nhiên đi. Vợ chồng tôi bước sang đây là gì? Để lại bác hai chứ không phải vì những món ăn này. Anh đừng có quá nha. À tôi đã xuống nước rồi. À đừng có được vô đầu tiên nha. Ủa tôi làm gì mà anh ba gọi là được vô đầu tiên chứ? Bây giờ mới gì? Ba thôi. Thưa bác hai, nếu câu chuyện nó không vui á thì xin phép vợ chồng con về. Nếu ở đây một lát á mất công mất lòng lắm. Những gì đến như sau thì về y chang vậy. Đây những cái gì đem qua đem về. Yeah. Dạ dạ thưa bác hai. Cô xin lỗi bác hai. Dạ xin lỗi anh chị. Trời ông chồng tôi sao vậy trời. Dạ xin phép nội. Dạ cô xin phép hai bác. Anh nói là không được mà. Trời ơi thiệt tình. Biết ngay mà. Ôi trời trời khổ ghê luôn á. Trời cứ bộ cứ được hết trơn rồi biết thì sao đây có tài. Đứng lại coi đi làm gì ăn cướp vậy, đi từ từ thôi chứ. Ai biểu mình không bước lẹ mà đổ thừa tôi đi lẹ. Lẹ gì đi gấp gì vậy? Tôi đang bực trong mình, tôi không muốn ở đó một phút giây nào nữa hết. Tôi thiệt ông á, có một mình ông chưa khiến gì đời hơn ai trơn á. Người ta trân trọng mình, người ta mời mình quá, người ta mời hải sản mình quá trời ê hề, tự nhiên bóc khô ra ăn à. Có ai kỳ cục với ông không? Ủa tôi có lý do của tôi chứ. Tôi đang cái bụng tôi đang ê, tôi không ăn hải sản tôi làm gì có gì sai. Một con tốt ở nhà đi. Người ta mời rượu tây là người ta trân trọng mình, tự nhiên móc rượu chuối hột ra uống nhà không đã xong đeo bể nước. Kỳ cục của mình tôi chịu ông nổi thôi chứ ai chịu nổi không hết trơn á. Tại tía đó, hồi nãy đang vui cái tự nhiên tía làm buồn hiu. Rồi bây giờ hai má con đổi thường mình anh ta phải không? Chứ còn ai nữa, nó nói nó sai hả? Nó đúng quá đúng đi. Hả? Cả nhà đang đợi con hả? Để chân thay đồ liền vậy. Ra liền gì mà ra. Đi xong về con nè. Ủa sao đi ăn lẹ vậy má? Ăn đâu mà lẹ. Còn một mâm bánh á. Mày cũng bánh với chủ ăn cho hết đi. Bộ có chuyện gì hả anh hai? Nói chung là con đường cưới vợ của anh á nó dài thăm thẳm. Sao lần nào đi làm tóc giờ cũng xui vậy? Anh nói. Mang cơ. Nội nội, ăn ổi không nội? Nội ngon lắm nè nội. Nghĩ sao vậy? Răng cỏ tay về mà nội ăn ổi ăn ổi. Ủi chứ. Con quên. Ừ, quên gì kỳ. Con ăn á. Con ơi con, nội nghĩ là lo quá mà buồn nữa con.
công trình mình bày biện ra, nấu nướng tốn tiền tốn bạc quá nhiều, rồi cuối cùng công cốc, con thấy không? Nội nói con thấy mới nghe buồn á. Chị chủ chỉ đi chơi về, thấy nguyên mâm còn y thinh, không ai ăn hết. Rồi chị nói mất công chị nấu nướng cực nhọc, rồi về không ai ăn, chị ăn hết luôn. Chị nói con cũng nhức đầu luôn. Kệ nó đi, giờ ta đang lo là hai cái đứa này á, sự tình không ai giống, tính tình gì mình kỳ cục không chịu được. Mà nội tính sao nội, không lấy mặt kệ luôn. Ủa, kệ sao được kệ? Nội phải lo cho cháu nội của nội chứ. Nhưng mà con thấy khó quá à. Con nói khó hả? Dạ. Nó khó á, mình phải mạnh tay lên mới được. Vậy nội tính làm gì nội? Dậu con chưa tính ra, làm gì giờ đây không biết. Trời ơi, con tưởng nội nói vậy là tưởng nội đã chuẩn bị một kế hoạch sẵn sàng hết rồi. Nội nghĩ là, con á, tụi con trẻ, tụi bay còn mạnh khỏe, còn sáng kiến nhiều lắm. Đâu rồi con tính bạn bà con, con tính cái kế của con đi, rồi bà cháu mình kết hợp lại, dạ. Con trị nó. Con sẽ nghĩ ra cách giúp cháu của nội và giúp chị hai của con. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ con chưa nghĩ ra. Trời đất ơi, con có cách rồi, nhưng mà nó phải hợp tác với con mới được. Rồi, nói đi. Con muốn nhờ nội mời chú Tám qua nhà mình. Mời qua đây. Trời ơi, mời qua đây làm chi? Vậy nên nội. Ủa, bà nội đó con? Dạ, bà nội con trong đó chờ chú Tám á. Ủa vậy hả? Dạ. Chú Tám cảm ơn nghe. Dạ. Bác Hai ơi. Dạ con. Có gì vậy? Đi đâu đi qua đây vậy? Thì bệnh nó kêu tôi vô đây, nó nói là bác Hai kêu tôi vô đây có chuyện gì hệ trọng lắm mà. Mệt. Ê, ê. Trời đất ơi, Bình, mở cửa cho ba con. Dạ, con xin lỗi ba. Con chỉ làm theo lời của nội thôi à. Trời đất ơi, cứu ba đi con, mở cửa ra. Ủa vậy là sao? Ai biết sao? Nội. Nội, kế sách của mình đã xong. Ba nội, mình nhốt tới chừng nào hả nội? Chừng nào nó gỡ bỏ hiềm khích á thì con mới mở cửa, còn không á mà nó còn khắc khẩu ha, nó nhốt ở trong đó luôn, chịu khó trọng đi. Mà con công nhận nha, bà nội của con nghĩ ra một cái kế sách rất là tuyệt vời luôn á. Trời ơi, con thấy không, hai đứa đó như là chó với mèo vậy đó. Bây giờ có điều kiện mình mới nhốt chung hai đứa mới có cái dịp nói chuyện với nhau, ngồi lại với nhau chứ. Được không á nội? Con nghe á, nhốt hai người trong đó một lát nó quấn lộn y xèo, ba mà ra được một cái là bà xử đẹp con luôn á nội. Trời đất ơi, có nội đây rồi bà sợ cái gì? Yên tâm đi, tao biết đánh của hai đứa này lắm mà. Vậy là nội bảo kê con nha, con sẽ nghe lời nội. Được. À nội, chìa khóa nè. Nè, con phải giữ lấy chứ, có gì con mở cửa luôn. Thôi giờ nội à, vô nghỉ nha. Nhưng mà con định đi ra ngoài chứ. Không có được, ngồi đây canh chứ. Canh nói nghe không, nghe lời nội nha. Dạ. Chị chủ hả? Chị đang ở đâu vậy? Nghỉ sao? Người ta được nghỉ có một ngày à, mà bắt canh cửa giùm hai người đó. Còn phía. Trời ơi, mấy cái chuyện làm đẹp này sao thiếu em được? Trời ơi, thiệt luôn, hai người làm quá làm như 10 năm không gặp á. Ghê. Tại vì tự nhiên gặp ba chị em chung vui. Ngồi chứ, ngồi chứ. Nó nghe là hôm nay á, có cái này cho hai người coi này. Cái gì hả? Nãy giờ quá không nói. Trời
cái gì vậy? Một cái xương môi. Cái xương? Cái xương môi. Cái xương môi. Ừ? Đâu đâu đâu? Cái này. Không phải. Vậy cái này? Không. Nè, cái này đúng luôn nè, cái này mới tin. Không phải luôn. Trời ơi chị ơi, người ta đã nói như vậy là người ta còn ếm hàng, người ta chưa có đem ra đó. Ở trong chuối nè. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Cái này mới đẹp nè. Trời ơi, bái trái luôn, có cái cột kim cương nữa. Ý, cho em mượn. Sao thử đi. Con nhỏ này, lanh lanh cái miệng mày, biết kính lão đất thọ không? Má tôi cũng lạ, tự nhiên bài đã ba cái trò con nít vớ va vớ vẩn, ai mà thèm nói chuyện. Từ đó. Đúng rồi, có gì đâu mà nói, mấy chục năm rồi cứ ưa nhau đâu mà nói. Ưa làm sao được mà ưa, cái kẻ phản bạn mà ưa, cái nỗi gì mà ưa. Ủa bạn nói gì vậy, tôi phản bạn ở chỗ nào? Không phải hả? À, chứ ai cướp xa trên tay tôi? Trời ơi, hơn 20 năm nay bạn vẫn cứ nghĩ là tôi cướp xa trên tay bạn hả? Ngộ chưa? Sự thật nó hiển nhiên như vậy mà. Sự thật đâu mà sự thật. Sự thật năm xa chưa từng yêu bạn nha. Ừ? Có không? Hai người cũng chưa có hề có gì với nhau nha. Thôi nói chuyện với tao mệt quá. Nói mà uống hơi. Thôi về tỉnh khẩu đi. Khỏi uống. Bình lát nóng hổi bình luôn vợ. Khác hả? Ừ. Khác quá rồi. Thì cũng tàu. À. Ừ, cảm ơn mày nha. Nhìn cái tình cảnh này á, tôi nhớ lại hồi nhỏ quá à. Bạn có nhớ vụ hồi nhỏ không? Nhớ sợ không nhớ. Hồi nhỏ tôi nhớ là hai đứa chơi trốn tìm với cái đám kia, cái hai thằng vui quá chạy vô trò dịch, nhớ không? Chỗ là buồn ngủ luôn. Hai nhà đi kiếm quá trời quá đất, tới tối mệt mới kiếm ra. Lần đó về á, trời ơi tía tôi quánh tôi muốn tét đít luôn, một bó chút nào quánh muốn tét luôn á. Sau đó nằm ngửa đâu có được, nằm úp mấy ngày luôn á. Tôi cũng vậy chứ hơn gì. Về má tôi quýnh cho mấy roi, cấm tiệc không cho đi chơi nữa. Tôi sợ đâu, sao vẫn đi chơi tiếp à. Nít nó vô từ ha. Cái thời đó thì cái thời trăn trâu cực khổ mà nó vui. Ôi mấy đứa nhỏ giờ nó sướng hơn mình nhiều phải không, đầy đủ cái phương tiện để cho nó chơi. Nhưng mà cũng có từ trâu như tụi mình đó mà, giờ tụi nhỏ gọi là trẻ trâu á. Từ đó đó. Nhớ ký ức hồi xưa sao thấy nó bình yên mà nó lãng mạn dễ thương làm sao đó. Ủa, bạn bị gì vậy? Đau bụng hả? Ừ, chắc bà tử. Đó, coi, nó bị sao vậy? Rót mạch cho. Thôi đi. Vậy ở nhà có thuốc tây không? Không. Bình ơi Bình. Chú ơi chú. Chú ơi, vô coi chú Ba bị gì nè Bình. Chú ơi, Bình, chú. Bạn sao bạn? Uống miếng nước đi. Trời ơi, chỗ dựa của người ta. Nè, uống thêm miếng nước đi. Thôi, đau lắm. Đau mà nhăn nhát, đau nữa đó. Chú ơi, chú. Thôi, đau quá, đừng có la nữa. Công nhận, Trang Điểu sao nhìn ai cũng đẹp. Không nha. Không nha. Đúng rồi, em với lại Út Tình là đẹp nhưng riêng chị là không có. Đẹp mà. Không đẹp. Đây nè, chị nhìn đi, chị nhìn thấy Út Tình không? Trời ơi,
như một công chúa. Hay em giống công chúa không? Nếu như Úc Tình là công chúa thì ta đây là hoàng tử. Hoàng tử, hoàng tử có hai cái cà chua trên mà. Mỹ dám xúc phạm ta thì sao, thì sao, thì sao? Thì ta sẽ kêu binh đoàn của ta ép ngươi làm quý phi của ta. Xong rồi ta chọi hai chiếc cà chua vô mặt ngươi. Ây da, ây sợ quá, sợ quá, sợ quá. Rồi binh đoàn đâu, binh đoàn đâu? Binh đoàn là đám chó nhà bên kia. Sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Mình làm giết người ta tưởng mình khùng á. Hồi nói nghe nè, lâu lắm luôn rồi ba chị em mình mới vui luôn á. Hơi giật, giật quá. Hơi giật. Hơi giật quá. Đang vui luôn á. Alo. Hả? Hả? Ở đâu đang ở đâu? Rồi ở đâu ở yên đó đi nha. Chị ra chị đưa liền. Ok 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 ok. Cái gì? Cái gì chị? Thằng Bình. Cháu. Sao? Hả? Anh Bình, anh Bình bị gì vậy? Nó đi kiếm chị. Gì? Nó kêu là chị đưa chìa khóa mở chuồng cho ba nó. Ủa? Mở cửa nhà cho ba nó. Chị đi chơi cái chị nhốt ổng ở nhà hồi sáng giờ. Trời ơi. Chị ơi, đi đưa chìa khóa liền đi. Kỳ này chị bị đuổi gì cho coi nha. Mày khùng quá, tôi kêu chó cắn mày giờ. Bảo bảo bảo. Bà đi. Bình Bình, con đi đâu về ạ? Hình như trong nhà có chuyện rồi nội. Ủa, có chuyện hả? Mở cửa đi con, mở máu đi. Trời ơi. Mở đi, mở đi. Bà. Bác Hai ơi, bạn bị gì bác Hai ơi? Nội. Bà ơi. Ủa té, mới về hả té? Té. Ủa Nghĩa, con đứng đây nãy giờ hả? Con có hỏi tía gì không? Ủa té đi đâu sáng giờ má kiếm tía quá chừng luôn á. Té đi khám bệnh cho người ta. Khám bệnh hả té? Ừ. Ủa đồ nghề té đâu? Ờ à, tại sáng nay người bệnh đột ngột quá nên tía gấp quá té đi tía quên. Gì cũng hỏi nữa hả? Sao rồi? Uống thuốc bây giờ cái bụng thấy đỡ hơn chưa? Đỡ không con? Đỡ rồi. Đỡ rồi má. Bưng cái ly bưng không nổi luôn mà. Yếu quá trời yếu luôn rồi. Cũng tại con không đó. Xem chút xíu nữa là xảy ra chuyện lớn rồi thấy chưa? Dạ con xin lỗi ba má. Thôi. Thôi đừng có cãi ông sùm. Chuyện này á là do má bày ra đó. Đó má đó. Má đừng có bình nó nữa. Cái lỗi này là lỗi của nó. Nó ham chơi cho nên nó mới để ba nó như vậy đó. Mà cái thằng này phải cắt tiền lương tiêu xài của nó. Không có cho nó tiền ăn sáng nữa. Ba. Đó nghe chưa? Cắt lương luôn. Thôi để tôi đưa vô trong nghỉ ngơi nha. Ê con lên. Ráng. Đó thì chưa đứng không nổi luôn kìa. Thôi đỡ nha. Đỡ cổng nha. Đi. Lú. Nhiều cho nhũng nhẽo luôn. Đó đây nè. Mới phương hướng đây nè. Duyên. Ủa con Hồng. Con mới đi chợ về hả? Duyên. Con mua bánh ú nè. Cái này ngon lắm. Con cầm về nhà ăn nha. Trời ơi. Trời ơi cái bánh ú này là tía con khoái ăn lắm nè. Thiệt luôn á, chỉ có mình cô Hồng mới hiểu ý của tía con luôn á. Tiếc á, là tía con đâu có hiểu. Dạ. Cô nói gì? Đâu nói gì đâu. Ủa, mà quên nữa. Mấy ngày nay á, con không thấy cô qua nhà con chơi à. Cô bằng công chuyện. Thiệt không? Thôi đi, hai người đang giận nhau đúng không? Đâu có. Không có hả? Vậy thôi để con dẫn hỏi tí. Thôi. Sao? Chứ sao?
cô Hồng á quan tâm tí con mà tí con đâu có. Rồi con hiểu rồi, nhưng mà theo con á thì cô Hồng nên cố gắng lên, đừng bỏ cuộc. Cô cố gắng bao nhiêu năm nay rồi mà có được gì đâu. Thì đó, chính vì mấy năm trời cho nên bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn, quyết chiến quyết thắng. Con thiết nghĩ thì cái này mình nên tự tay đưa thì hay hơn. Tự đưa cho tí con đi. Con về á. Ngon lành liền. Tía à? Ủa, quẹt hư nữa hả tía? Hư. Cô nhớt không chạy, giờ chạy rồi. Hư rồi bỏ đi, sửa hoài, sửa mấy chục bận rồi đó. Bậy nè, hư thì cái nào sửa được thì cứ sửa xài chứ sao quan phí vậy con. Thôi, cũng tới lúc là mình phải suy nghĩ mới đi. Mình bỏ cái cũ đi, mình thay cái mới. Hay quá ha. Cái nào còn xài được là tía sửa tía xài, tía không có mua cái mới. Dạ. Yeah. Vậy hồi nãy ở ngoài đường á, con gặp cô Hồng. Vậy à? Ủa mà bộ tía với cô Hồng có chuyện gì hả? Chuyện gì là chuyện gì? Ai biết. Tự nhiên cái con kêu cô Hồng qua nhà chơi, cái cô Hồng hơi ngại ngại đồ. Chắc là tía với cô Hồng giận nhau đúng không? Đúng không? Giận hờn gì đâu. Có gì á? Con nói thiệt nha. Trời ơi cô Hồng ha, người gì đâu mà vừa đẹp người đẹp nết là hiền hậu giỏi giang. Anh ơi, ai mà lấy được cô Hồng làm vợ một cái nha, ui phước dữ lắm á trời. Nhưng mà tía nghĩ là thôi, tía cũng không muốn tiến thêm bước nữa đâu, tía sống vậy được rồi. Không mấy tía cô Hồng con biết là tía thương con, là từ xưa tới giờ tía không có dám bước thêm bước nữa, sợ là người sao người ta sẽ không thương con, không chăm lo cho con. Nhưng mà bây giờ con lớn rồi, con cũng muốn tía hạnh phúc chứ, đúng không? Tới đó là hay, giờ tía không có nghĩ tới. Bây giờ tía nghĩ tới là vừa rồi đó. Và mai mốt con lấy chồng rồi sao, tía ở một mình tía buồn hiu luôn. Cãi tía. Anh Nhân ơi, có nhà không? Ê vậy có nhà. Thấy chưa, ghê chưa? Thấy tía với lại cô Hồng có duyên thấy ghê không? Hay quá ha. Ở tôi trong nhà nè cô Hồng ơi. Mà nè, có mặt cô Hồng á, không có ăn nói bậy bạ, không có ăn nói tùm lum như chưa? Con biết rồi, con nói đúng thôi. Cô Hồng. Ngồi chơi. Ngồi. Uống nước. Dạ đây, nước. Cô Hồng, biết sao không? Tía con hả, rảnh dữ lắm luôn, không có làm gì hết luôn á. Cái gì là con làm hết. Thậm chí cái quạt này là con cái quạt con sửa. Cô Hồng, muốn nói gì nói đi. Có con đây, đừng sợ. Vô. Con đi vô trong. Cô Hồng uống nước đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh Nhân, tôi có mua bánh ú nước trò nè, thấy nó ngon quá, mua cho tí con anh ăn nè. Ngại quá à. Thiệt á, cô Hồng cứ lo cho tí con tôi. Ngại hết sức rồi đó, phiền phức cô Hồng quá à. Có gì đâu mà phiền, anh cứ ăn tự nhiên đi, không có gì để ngại đó. Cảm ơn cô Hồng nha. Nhưng mà cô Hồng à, cô qua đây rồi á, cái quán cà phê ai cao coi. Để đó, đâu cần coi đâu. Mất đồ rồi sao ạ? Dạ không mất đâu, khách quen á, họ uống rồi họ coi giùm luôn à.
Anh Nhân, mấy bữa nay á sao không thấy anh qua uống cà phê nữa? Thì tôi có bận chút việc. Vậy mà tôi tưởng á, anh chơi cà phê tôi pha dở. Không có đâu, cà phê của cô Hồng là ngon nhất á, tôi ghiền lắm luôn á. Nghĩa hả? Dạ. Cho tôi biểu. Dạ. Dạ, tía. Ừ, đợi tía. Ừ. Dạ, thuốc của ai tía? Của nhà con chứ ai. Hả? Giờ em về thò lõi vậy? Tía nghĩ mày khoái kêu gì lắm mà. Ủa, tía đưa cho con chị. Thì đem qua cho ổng. Đem qua cho bác ba hả? Đó. Trời ơi, bữa nay tía là quan tâm bác ba nghe. Tự tay bốc thuốc luôn hả? Thì ta nói làm sao? Lương y từ mẫu. Thì đúng rồi, lương y như từ mẫu là tâm của người lương y á, là như từ mẫu vậy đó. Thấy bất cứ ai bệnh á thì mình muốn ra tay cứu giúp. Hú hồn chi á, tía biết ổng mà bị bệnh bao tử từ hồi nhỏ lận, mà bệnh nặng đó nghe. Dạ, con nghe Nguyên nói á, nhiều lúc đau hả, nhập viện luôn á tía. Hồi nhỏ đó, ổng ham học lắm, rồi ra trường á, miệt mài để theo được cái nghề bác sĩ thú y, chưa chịu. Lại ham kinh doanh kiếm tiền làm giàu cho nhiều vô, rồi bây giờ bị đau bao tử gì đó. Cũng như không, thấy không? Có tiền nhiều để chữa bệnh chứ làm cái gì? Tía. Ừ? Tía với bác ba lo lo mới gặp mày sau, tía rành quá vậy. Thì nội Nguyên nói. Ủa mà sao tự nhiên hỏi nhiều á? Đi lẹ lên. À dạ. Nhưng mà khoan tía ơi. Sao? Lỡ con đem qua bển rồi bác ba không chịu uống rồi sao? Thì con cứ đem qua đi. Cái lòng mình là như vậy. Còn người ta không uống á thì đó là chuyện của người ta. Nha, nghe là tía đi, đem đi đi. Dạ, con đi ạ. Ủa ông? Hả? Nãy tôi dưới bếp tôi nghe loáng thoáng gì ông nói ông biểu Nghĩa đem thuốc cho ai vậy? Tôi ba sợ. Ê! Cái gì hết rồi trời? Tôi có nghe ông mới nói đem cho ai? Cho anh ba sợ. Trời ơi, hết hồn hết vía luôn á. Cái gì? Trời ơi, chắc nay mưa lớn à, bão bự à. Má Nghĩa làm như tôi là người vô tâm mà trái tim băng giá vậy, không có cảm xúc gì hết vậy. Tôi có nói vậy, mà tôi mắc cười thôi. Chà, như vậy là cái chiều của bác hai cũng hay quá ha. Hai người biết quan tâm lẫn nhau ha. Không à, chuyện nào ra chuyện nấy à, đừng có hy vọng à. Ờ thì đúng rồi, chuyện nào ra chuyện nấy. Nhưng mà tôi biết là hai người từng quan tâm tới nhau là được rồi. Cũng hay. Dạ bác cứ nhận đi bác. Đây là tấm lòng của tía con á. Lâu nay là không quen suốt lắm. Bác nhận nha bác. Con ơi, uống đi, uống thử đi. Chứ thuốc của Tám Tàng á, cũng có tiếng lắm đó. Dạ đúng rồi bác thử đi. Con bảo đảm nha, bác uống vô là hết bệnh liền luôn á. Bảo đảm? Dạ. Có viết giấy cam kết? Dạ, cam kết bằng uy tín của tía con. Ok, vậy cũng được, uống thử. Dạ, vậy con ra đi sắc nha bác. Đi sắc không phải sắc. Thôi. Dễ không hoài. Thôi. Thôi, để cho ông chủ nó về nó sắc, nó quen à. Đúng rồi đó, chủ nó sắc quen à. Nó sắc nó biết cái độ bao nhiêu còn bao nhiêu. Nó sắc là bảo đảm lắm đó con. Dạ. Dạ bác ơi. Dạ bác cho con với Nguyên đi ra ngoài đi chơi một chút nha bác. Đưa thuốc chỉ là cái cớ thôi. Sao đó là muốn rủ con gái tôi đi chơi chứ gì. Dạ đúng. Không. Ý này là con mới vừa nghĩ ra luôn á, con mới vừa lé lên luôn á. Dạ. Thôi mà con, đừng có làm khổ hai đứa nhỏ nữa. Nè, hai đứa đi đi con. Đi chơi nhớ về sớm sớm nha. Đi đi. Cảm ơn nội. Nè, đừng có ý con mà quan thấy hậu ngồi đi rồi cái hí ha hí hửng đi chơi đó nha chưa. Ba, con hứa là con đi gần, không có đi xa, không có la cà mà về sớm luôn. Nha ba. Hứa rồi nha. Đi sớm thì phải về sớm nha chứ. Khuya quá là không có đâu. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba.
hên ghê á, nhờ có nội ra tay. Nội em tâm lý lắm. Bây giờ mình có nội hậu thuẫn rồi, chuyện tụi mình chắc chắn luôn á. Chắc ăn quá ha. Ủa mà anh hẹn em ra đây có gì không? À không, hỏi phụ nữ của má anh á, có chuyến đi từ thiện, anh cũng ra nữa, cho nên tính hỏi là em với Bình có đi không? Em với Bình hả? À. Bình thì em không biết nữa, để em hỏi lại. Còn em thì em rảnh. Vậy mai em đi với anh nha. Rồi, vậy sáng nha. Ok. Ủa, nhưng mà hẹn người ta ra có vậy thôi hả? Thì anh lấy cái cớ xịn vậy còn nữa, còn không chịu nữa hả? Đúng là cơ hội. Cơ hội gì? Thì cao thủ không bằng tranh thủ. Tại tía má mình đó, ai cũng khó chịu hết. Cho nên là anh trở thành kẻ cơ hội. Rồi xuống hẹn hò đi. Dạ. Hẹn hò gì mà ngồi xe lơi xe lắc gì, không có tình cảm gì chứ. Phải như vậy nè. Anh này, có nhiều người ta thấy bây giờ đó. Ôi, thấy kệ người ta thấy người ta thèm chứ sao người ta ghiền. Đúng không? Tình cảm nhất. Nguyên à? Dạ. Đây đây, tôi khiêng xuống cho đỡ nha. U da. Ơi, chị Dứt. Trời, bác có sao không bác? Ôi sợ đau có lưng quá con ơi. Trời, cái này nặng lắm, bác đừng có khiêng. Bác qua đây ngồi cái đã. Trời ơi, gì đâu mà vậy, sao đi làm từ thiện được, trời mới đụng cái là nó đau rồi. U da. Mấy cái này nặng lắm, bác cứ để con đừng có khiêng. Con làm được không? Dạ được chứ. Ồ, vậy cảm ơn con nha. Dạ. Ủa, rồi thằng Nghĩa đâu? Dạ, anh ở ngoài xe tải đang chất hàng đó bác. Tại vì đường nhỏ xe vô không được. Ồ, vậy hả? Dạ. Bác còn đau không? Đau con. Á, để con xức dầu cho bác. Dầu hả? Dạ. Ừ, xức giùm bác miếng đi. Đây nè. Đây nè. Đây đúng không bác? Xuống chút. Dạ. Đó, đúng rồi. U cha cha. Nó nóng quá, bác nói con biết nha. Không có nóng, nó đã lắm, dễ chịu lắm. Ừ. Ủa sao có sẵn dầu sức cho tôi vậy trời? Dạ, cũng hên lắm. Hồi sáng con bóp dầu cho nội, cái con quên mang theo luôn. À vậy hả? Dạ, để con soi cho đỡ đau nha. Ừ. Chà, con cũng có hiếu thảo với nội quá ha. Dạ đâu, cái đó cũng bình thường mà bác. Ê nè, không phải giờ con làm cho bác á, rồi bác khen con chứ. Bây giờ mà kiếm một đứa con gái như con cũng khó lắm. Biết sao không? Gái giờ nó không có chịu nghe cái mùi dầu gió. Nó sức dầu thơm không hả? Còn thay vì sức dầu quá thì nó sức kem. Dạ thì cũng tùy người thôi bác. À. Bác đỡ chưa? Đỡ rồi con, cảm ơn con. Vậy thôi bác ngồi nghỉ chút nha. Ừ. Để con qua con làm cho xong đã. Rồi. Từ từ á. Dạ. Con ơi con nặng lắm á con. Trời dạ ơi, dạ. Tôi mới khiêng chút mà tôi nó đau rồi. Ây da. Mèn ơi bà Tư, làm gì bà cười te té vậy? Ngồi chơi. Ngồi đây nè, nói chuyện với tôi coi. Gì tủm tỉm cười bộ chuyện gì vui hả bà? Tôi thấy mẹ chồng nàng dâu đồng lòng quá trời. Ủa? Mẹ chồng nàng dâu ai? Ai đâu? Ai trồng khoai đất này? Đó hả? Ừ. Tôi thấy tôi xách nặng rồi, đau có lưng rồi nên nó làm giùm á mà. Trời ơi, con dâu giỏi giang vậy là tốt lắm rồi đó chứ. Chứ tụi nhỏ bây giờ nó đâu có biết làm từ thiện là gì. Ừ. Toàn là ăn chơi rồi hả, đua đầu hay không à. Ừ. Bà sướng nha, có con dâu vậy là tốt nhất đó. Thì nói chị nghe, hai đứa nó mới quen nhau thôi, chưa cưới hỏi gì đâu, kêu dâu nó ngại. Trời ơi, trước sau gì cũng là dâu rồi, kêu trước cho nó quen đi. Phải không con ha? Dạ. Ê con. Thuốc nè, thuốc còn nóng uống đi con. Thôi nắng lắm con, cho uống được. Trời ơi, trước khi vợ con ra ngoài quán dặn má cho con uống nóng nóng. Trời ơi. Thôi nóng uống, một phỏng miệng chết luôn, để chút xíu con uống đi. Nữa rồi, không miệng nó vô, lấy cái muỗng ra. Thôi, con nóng nó để lớp cho tự uống đi. Rồi không, lấy tao cho tao lấy nha, lấy muỗng như ra tao đút như còn nhỏ nha con ha. Thôi, đừng có đút, đi lúc. Trời ơi, giọng nhẹo thấy sợ luôn vậy con. Nè, uống. Con được rồi, để con uống cho. Bây giờ nóng quá nè. Má thổi chặt. Thôi để con. Má không thổi. Thôi.
Rồi rồi rồi, từ từ uống, từ từ phóng miệng á. Uống phóng miệng coi ta. Ủa rồi ta thôi nãy giờ rồi. Phẩm miệng này, phẩm miệng nè. Đắng quá, đắng quá, uống quá đúng. Trời đất ơi, thuốc chứ phải là chè đâu mà ngọt. Đắng thuốc quá đắng, giả tật, biết chưa? Giả tật nó hết bệnh. Đắng quá, uống quá. Mà có kẹo không? Có kẹo con mới uống trong cái ngậm như cục kẹo. Trời đất ơi, bà con ơi, trời đất. Lớn cái đầu mà như nít thì cứ đòi kẹo kẹo. Thôi không kẹo, không có uống đâu, đắng quá sao được. Không được rồi, để má kêu chủ ra ngoài tập quán nó mua. Gói lớn nha. Không, không, không cần gói lớn đâu. Gói bự mà phải ngon mới ăn. Ở chỗ không ngon. Chủ ơi chủ, ra tiệm tạp hóa mua mua cho bà một bịch kẹo bà. Ngon ngon nha, dễ dễ thôi nha. Đừng mắc lắm. Má là sơ bò. Chỉ kẹo về mới uống. Không kẹo không uống. Trời đất ơi, uống trước kẹo ngậm về. Kẹo sao chứ uống một lượt là nó không có. Bây giờ không kịp, đắng chết luôn. Đất ơi, cái thằng này thiệt. Cái tính từ nào dữ vậy à? Già cái đầu à, tóc hai thứ rồi kìa, thấy không? Trắng trắng đen đen. Hai thứ mà còn rụng nữa. Được rồi, để làm cho dơ đồ bây giờ á. Dơ, dạ, có sao đâu. Em không sợ, anh sợ gì. Giỏi quá ha. Ê, nghe nói là có người được khen ha. Sướng nghe. Trời ơi, tưởng gì, em được khen hoài à. Vậy hả? Khen sao nó anh nghe coi. Thì hồi nhỏ được khen là ngoan, hiền, dễ thương. Còn lớn lên á thì... Có người tự khen mình nha, không biết mất cỡ. Em đẹp thiệt chứ bộ. Ừ thì anh có nói gì đâu. Thái độ là thái độ gì vậy? Ý cho em xấu hả? Có đâu, em đẹp. Thì em đẹp anh mới thương em chứ bộ. À, vậy là thương em là tại vì em đẹp. Vậy mốt hả? Tôi già tôi xấu, có người chê tôi cho coi. Ủa, mai mốt em già em xấu thì anh cũng già xấu theo vậy? Ai biết được. Lúc đó hả, cái mê mấy cô trẻ trẻ. Không mà chê làm sao. Chê cái gì? Nè anh hứa luôn á, sau này cho dù em có già em xấu cỡ nào, anh cũng sẽ yêu thương em. Đó mới nói nha. Chào chồng ơi, ở đây nắng là đen phui đen phủi luôn á. Em cũng sợ. Bây giờ ở Giang Âm đang là xu hướng đó. À ha. Bây giờ nhìn em á là không ai nói em là con gái thành phố hết á. Đúng rồi đó. Giờ thấy em giống con gái quê quá. Mà quê một cục luôn á. Mà kệ, không sao. Quê cũng được vậy. Chẳng phải giờ mình cũng đang sống dưới quê hay sao, đúng không? Đúng rồi. Không. Nguyện cho chàng hai chữ an bình. Ủa, tôi biết á, bằng chuyện nhà là niềm vui của má Nghĩa, mà có cần má tình phải cười cái mặt vậy không? Nói ai à? Ở đây có hai người, hỏi câu đó hơi dư á. Ông nói tôi hả? Chứ ai? Xin trả lời với ông một câu như thế này. Làm việc nhà không có vui. Nó vừa mệt, nó vừa cực. Tôi cười là cười chuyện khác. Chuyện gì là má Nghĩa cười, nói tôi nghe coi. Chuyện vui lắm. Vui sao? Gặp con Nguyên. Gặp con Nguyên á? Ủa, gặp Nguyên có gì đâu vui? Ông thiệt tình luôn. Nhiều chuyện không có đúng lúc. Ta đây nghe câu chuyện phải nghe đầu à, giữa rồi mới đuôi. Tuy ông nhào vô thấy vui. Rồi, Nguyên. Rồi, bây giờ lấy tóc khúc giữa nói khúc đuôi tôi nghe coi. Nói nghe nè, mình gặp Nguyên, thấy sách nặng, cái nó phụ sách với tôi. Chưa vui luôn rồi đó, chưa bắt cười luôn đó. Cái này mới vui nè. Đâu, sao đâu? Cái rồi bà con lối xóm nó mới khen tôi tốt số. À, cái này thì tạm cười được thôi chứ không có gì là phải vui hết á. Mình tốt số thì mình mới lấy được anh Tám đây. Trời ơi, lấy ông mà tốt số hả? Người ta khen á là khen con Nguyên. Con nói Nguyên là dâu của tôi. Mà con Nguyên ở thành phố về mà tánh tình dễ thương. Gặp ai làm gì nó cũng phụ nó giúp. Chứ nó là gái thành phố mà nó không có ổng a, ổng ẹo, chảnh, hiểu chưa? Tôi vui là vui vậy đó. Tôi cũng mới thấy này nè. Chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Ông đó mới thấy chuyện gì? Chuyện gì kể tôi. Ê, cái này là kỳ à nghe.
Tại sao chuyện người ta, ông hỏi thì người ta, nếu mà người ta không trả lời á, ông hỏi cho tới nơi tới chốn. Là tôi nói cho ông biết hết rồi, bây giờ chuyện của ông tôi hỏi ông không trả lời. Nè, ông biết cái tật tôi nha, là cái tật tò mò nha. Tôi mà hỏi ông mà ông không trả lời đó, tối nay mà tôi ngủ không được á, thì ông cũng không ngủ được luôn á nghe. Trời mấy người, đàn ông và bà khác nhau chỗ đó đó, hiểu không? Giờ tôi thay đầu tôi đi trong chuyện này. Đi đâu vậy? Tứ xứ bốn bề gió lộng, tôi đi đâu rồi kệ tôi, hỏi chi? Đàn ông đàn bà khác nhau chỗ này nữa nè. Trời ơi, nói gì ông này tức muốn chết luôn vậy đó. Chuyện gì vậy ta? Sao ông đi gì ông đi, nói chuyện ông mệt quá. Nhưng mình đang thắc mắc, ông ấy tôi cũng mới thấy, thấy chuyện gì. Trời ơi, cái tật mình mà, trời không biết tới cặn kẽ. Sao mình ngủ ngon hay ta? Ông Tám ơi, tối nay ông không ngủ yên với tôi đâu. Câu cá hả bạn? Thấy thì biết, hỏi gì nữa. Thì thấy là biết rồi. Nhưng mà hỏi như vậy á, người ta kêu là chào xã giao á. Dạ, nay câu cũng được bồn bồn hen. Phải bữa này bữa khác chứ câu không được hoài sống sao nổi. Sao? Độ gầy im không? Im gì? Cái bụng á, còn đau bao tử nữa không? À, im rồi, thuốc tốt hen. Ừ, ở đời á, cái gì tốt nên nói ra. Sống mà đừng có tiết kiệm những lời tốt đẹp nhất dành cho nhau chứ. Ừ, thuốc hay. Ừ. Nè, nếu mà uống hết thuốc rồi á, cho tôi hai. Tôi cho Nghĩa nó đem qua uống nữa. Thuốc nam á, uống là kiên trì. Mà khi uống xong rồi là chị dứt điểm hết bệnh luôn đó. Vậy ha. Cảm ơn. Dạ. Ủa? Hai ông câu chung một bến à? Mời chơi anh. Ồ chơi gì? Tôi đi công chuyện, tôi ngang á, tôi thấy hai ông nên vô rủ á, tôi đi công chuyện xong cái mình đi uống cà phê ha. Ờ à, cũng được. À, rồi anh đi đi, lát quay lại hai ba đứa mình đi. Nhớ nha. Ừ. Ôi xin lỗi. Tôi kém muốn ngồi nha. Nội. Gì? Con cảm ơn nội nha. Sao lại cảm ơn nội? Thì cảm ơn nội mấy lần nội ra tay cho tụi con đó. Trời ơi, nhỏ này anh làm như tôi là người ngoài cái nhà này vậy á. Ăn xóm nè. Nói chứ không có nội chắc ba còn khắt khe với tụi con hơn nữa nội. Trời ơi, ba con hả, cái tính hay la làng vậy đó, cái nó dễ chịu lắm, hiểu nó dễ lắm con. Dạ. Ở dưới nhà còn mấy thang thuốc cho ba con nữa? À, còn có một thang à nội. Nhưng mà chiều ba con uống là hết luôn á. Còn con thang à? Dạ. Nè, hết á, kêu ông chủ qua bên bóc thêm nữa nghe không? Để cho nó uống cho đủ liều, cho dứt bệnh luôn, nghe con. Dạ, con biết rồi. À. Nội. Hả? Mà nghĩ cũng ngộ quá ha. Ba con nào giờ ghét thuốc nam quá trời, tự nhiên giờ chịu uống ta. Con không hiểu hả? Hiểu gì nội? Thì dần dần người ta thay đổi. Là sao? Là sao? Dạ. Là ba bay á, dần dần chấp nhận rồi đó. Ý ừ. Ý nội là chuyện của con với anh Nghĩa. Chứ gì nữa, con gái này khùng quá. Ý nội nữa. Ủa? Ừ. Mừng đi con. Bông 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 bằng bằng bông bông bằng bằng lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chưa ăn cơm hẩm cha quà nhà người, bông 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 bằng bằng. Thời buổi này đi câu cá còn ca hát để đi nhờ bụt cho mình câu được cá hả? Ôi còn lâu, tự thân vận động. Ôi tôi về đây bữa nay được nhiêu đây là được rồi, chắc cũng không còn gì nữa đâu. Về nha. À. Dạ
em nghe nè. Dạ, có chuyện gì mà nghe giọng anh kỳ quá vậy? Cái gì? Anh vô bệnh viện hả? À, anh bị đau đâu, có sao không? Để em vô với anh nha. Chứ, vậy bác có sao không anh? Dạ, dạ. Nguyên, có chuyện gì vậy con? Nội ơi, tí anh nghỉ nhập viện rồi. Cấp cứu kịp thời rồi không sao đâu, chị đừng có lo. Anh ơi, mổ ruột chứ, là phải mổ cái gì đâu. Anh ơi, bây giờ sao? Anh ơi, phải bình tĩnh nha, anh ơi. Đúng rồi, chị bình tĩnh, chị đừng có nóng lên, hư bột, hư đường hết. Tôi bình tĩnh nè, tôi đâu có rối đâu, trời đất ơi, bà mổ. Trời ơi, thôi bây giờ cần cái gì vô nhà lấy đi liền. Quên nữa, trời quýnh hết, chờ tôi nghe, chờ tôi nghe. Quên nữa. Sao? Không có ai nhà, dọn hết cái mấy cái ni thuốc vô cho trời mưa là nó tiêu hết nha. Làm giùm tôi nghe. Rồi, vậy đi. Đi đâu? Đi vô lấy đồ. Lộn đường rồi, nhà đây nè. Trời ơi, nhà đây nè. Anh Nhân ơi, xong chưa? Cảm ơn anh rồi, nha. Xong chưa? Đi liền. Mà khoan, chờ. Chờ Út Tình nó về đã. Tôi mới gọi điện, tôi biểu nó về, hiểu không? Thôi được rồi, nó giữ nhà. Chị cứ từ từ đi. Giờ có là Nghĩa ở trỏng là đừng có lo. Vậy hả? Ừ. Mà anh ơi, hồi sáng ổng tỉnh bơ với tôi à, chứ có gì đâu mà sao bây giờ triệu chứng gì đâu mà đụng cái mổ. Mà tôi nói thiệt với anh nghe, tôi là vợ của người thầy thuốc mà sao nghe mổ của tôi sợ quá, mổ ruột như không sao đâu. Không sao. Bệnh của anh thì nó tới lúc nào mình hay lúc đó. Chứ đâu có tới trước đâu mà mình chuẩn bị. Mổ ruột thừa là chị yên tâm đi, cũng như là mổ gà, mổ vịt vậy thôi à. Dễ dàng phải không? Nhẹ nhàng, dễ dàng. Sao cầu trời cho chọc tôi tai qua nạn khỏi. Bà lạ thiệt nha. Anh Nhân à, cái gì lạ? Không, tôi anh thấy thoáng qua thôi, tôi chưa có chắc chắn. Mà cái chuyện gì thoáng qua nói tôi nghe coi. Thì tôi thấy cái lưng của... Trời ơi, cái trời này anh nói đi, chồng tôi ở trong bệnh viện rồi còn gì mà giấu giếm nữa. Chuyện phải, bây giờ mọi chuyện nó chưa có rõ ràng nên tôi chưa có dám khẳng định. Mà chuyện gì? Thì chuyện là như vậy nè. À, thì ra anh nói lúc chồng tôi bị bệnh là ông ba Sở cũng có mặt ở đó đúng không? Không có, tôi tới tôi thấy loáng thoáng cái lưng là giống anh ba Sở, nhưng mà chắc không phải là anh ba Sở. Thôi, tôi nói thiệt á, mấy ông chơi thân từ hồi nhỏ tới bây giờ, nhìn từ xa là giờ cái tướng là biết ai rồi, đánh hơi là cũng biết người nào, huống chi đây là đi qua là thấy cái lưng có mặt ổng chứ gì. Ủa chị nó quá, tôi nghĩ là không phải đâu. Thôi anh ơi, anh đừng có che giấu, anh đừng có bao che cho ổng. Có nghĩa là khi chồng tôi bệnh, ổng có mặt ở đó mà ổng bỏ, ổng làm lơ, ổng không ngó ngàng với tới chồng tôi đúng không? Không phải, mọi chuyện là chưa có rõ ràng, để tôi nghiên cứu lại coi. Bây giờ còn nghiên cứu thì tôi khẳng định đó là ông ba Sở đó. Ổng là không có ưa chồng tôi rồi, bây giờ sẵn cái dịp này, ổng làm kẻ tiểu nhân luôn đó, ổng bỏ chồng muốn làm gì làm đó. Ha, chồng tôi xong cái vụ này đi nghe, tôi sẽ qua bên nhà bệnh. Thì chị làm gì ổng? Thì tôi tính lẹp với ổng chứ sao? Trời ơi, quỷ. Cha, lạ nha, nay có vụ lau nhà luôn ha. Gì đâu mà lạ, bình thường thôi. Không, vụ này không bình thường à, lạ lắm luôn à nha. Gì đâu không bình thường. Ủa sao, bệnh chủ đâu không lau mà ông lau? Cái chuyện này chuyện nhà bình thường, tôi là lao động cho nó thư giãn gân cốt. Với lại con chủ nó nhờ con trai tôi làm, mà tôi thấy con trai làm cực quá, tôi thương con trai tôi tự làm cho thôi. Ủa ngộ quá à. Gì đâu ngộ. Mà tôi hỏi mình đâu? Tôi sai nó. Nó đi mua đồ rồi. Mua đồ gì? Mua kem đánh răng. Trời đất, rồi mua kem đánh răng chi, ở nhà còn quá trời kìa, nguyên ống luôn kìa. Không, tôi thích xài cái hiệu khác. Hiệu khác là hiệu gì? Hiệu, quên rồi, nói cho nó quên luôn. Khó hiểu thiệt á nha. Trời ơi, đừng lao trầy gạch hết kìa. Bà, dặn chào má. Con điều tra hết rồi, nhà bên đó đóng cửa hết, chuyện phân phát luôn. Ủa làm gì đóng cửa? Ơi. Cái quán đóng cửa. Hả? Con đi đâu? Dạ con qua nhà chú tắm tàn. Hả?
Trời ơi, đi mua kem đánh răng qua nhà tắm tàn chi? Chứ ba kia con qua đó điều tra tình hình. Hả? Là sao? Cái này nó bể rồi nè. Bình, chuyện gì kể má nghe coi. Dạ. Trời ơi, biết tình hình bệnh sao sao tôi ái nái quá trời đất. Ba. Vậy? Con đang lau nhà mà ba đi giờ hết sao? Trời ơi, giờ cho chủ la con đó ba. La con khỉ, làm gì la con? Trời ơi, đó là ô xin. La cái gì? Mình điều chuyện của nó. Mà sao nhà này riết rồi nó đầu đuôi nó lộn ngược hết trơn hết rồi à? Ba gọi em chỗ với ba đừng đi tới đi lui nữa. Rồi. Ây da. Bình, để đi đừng có lao nữa. Ba nhờ con cái chuyện này một chút nè. Dạ. Con chạy qua nhà bác Tám á, thì con tình hình giúp dùm cho ba ha. Bác Tám à. Bác Tám tàn hả ba? Không chứ ai. Nhưng mà tình hình gì ba? Nắm tình hình coi bên nó có gì bất thường không. Thôi, tự nhiên ba kia có qua điều tra nhà người ta làm chi, kỳ lắm. Trời đất ơi, ba kêu đi thì đi đi, nhiều chuyện quá. Đi thiệt hả ba? Ừ, để đó ba lao cho, đi đi. Dạ đi. Ê. Dạ. Kêu đi qua nhà ta ba Tám tự nhiên đi vô buồn là sao? Con đi thay cái quần. Cởi đại đi. Ê. Vô thay đi. Đó, có vậy thôi mà. Trời đất ơi là trời, vừa phải thôi nha ba sở. Bộ nhớ lắm hay sao mà nhờ con qua bên đó thăm thính? Không có, tao bình đâu có hiểu lầm mà. Hiểu lầm cái gì? Tôi hiểu đúng chứ không có lầm gì hết trơn á. Trời ơi trời, tức quá đi à. Còn con nữa. Dạ. Bộ rảnh lắm hay sao mà làm chuyện thay cho con chủ. Rồi còn lo chuyện bao đồng cho người ta nữa. Má giận luôn. Khỏi cho tiền mày ăn sáng luôn con. Cho mày chụm luôn đi. Má bất bội hả? Giận rồi. Ba, bây giờ má giận má cắt tiền ăn sáng của con luôn rồi. Giờ sao ba? Sao? Sợ luôn. Cắt tiền ăn sáng thì vô gặp cái người có quyền lực cao nhất nhà này mà xin đi. Nội hả ba? Chính xác. Dạ dạ. Ủa? Má, sao má về rồi? Tía sao rồi má? Tía bày mổ xong rồi, bây giờ còn nằm phòng hồi sức á, chưa có ra trại. Dạ. Tía mổ xong rồi cũng mừng rồi. Thôi má, má đừng có buồn nghe. Nè, bộ con tính đi vô trong trỏng hả? Dạ. Bây giờ vô trỏng cũng có đâu có thăm được tía bay đâu. Út Tình ở trỏng á, nó thay ca rồi má về mà tắm rửa xong má chạy vô trỏng á, má nó thay cho Út Tình nó về. Dạ vậy thôi con chờ má rồi xong con chở má vô trỏng nha. Vậy cũng được. Dạ. Yên bà khoan. Trước khi về chở vô bệnh viện thăm tía bay á, ghé chở qua nhà ông ba sợ một cái. Ủa, qua bệnh gì vậy má? Má hỏi cho ra lẽ chứ làm chi. Thôi má ơi, bỏ đi. Dù sao tía cũng tai qua nạn khỏi rồi. Trời đất ơi, sao bỏ được con? Má phải hỏi cho ra lẽ. Mặc dù là hai người ghét nhau, dù gì cũng là bạn bè từ hồi nhỏ tới bây giờ. Thí dụ ông bình thường ông giận không nói gì, bây giờ tía bay bệnh là ông sắp chết vậy mà ông bỏ lơ là sao? Bây giờ nếu mà thấy con thấy khó xử để má đi một mình. Dạ con chở má đi. Nhưng mà má hứa là qua bệnh phải bình tĩnh nha. Cái đó má không hứa, qua bệnh tùy tình hình rồi tính. Má chờ con. Cái gì vậy? Không, người ăn trái cây nè. Thôi không ăn đâu. Trái cây vừa ngon lắm. Làm gì mà con đi tới đi lui hoài vậy? Bộ qua chợ ai hả? Đâu có trong ai? Ở trong Nguyên. Không biết sao giờ để nó đi làm cái chứ gì. Trời đất ơi, chờ Nguyên làm gì? Trời ơi, tới chiều nó mới về lần á. Đi dạy chứ đi chơi xong mới về lúc nào về. Quên. Ừ. Ngồi xuống đây. Má hỏi lại là Nghĩa nó có qua đây không? Nghĩa hả? Ủa? Nó đâu có qua, mày hỏi chi? Hỏi đi coi. Không có gì. Sao kỳ vậy má? Nay thấy kỳ thiệt á. Con không thấy lạ lắm luôn á. Bị gì hả? Có sao không? Không có gì. Không, nhưng mà tôi thấy ổng bình thường. Gì mà thấy ổng bình thường rồi đó. Bình thường thôi. Dạ thưa bác hai, con mới qua. Dạ cháu. Sao? Dạ nội. Dạ thưa hai bác. Ủa? Hai mẹ con hôm nay qua đây có chuyện gì không vậy cháu? Dạ thưa bác hai, hôm nay con qua đây á là con muốn nói chuyện với anh ba. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy chị?
Chị sao sao anh Tám Tàng khỏe không sao? Ủa anh cũng biết quan tâm tới chồng tôi nữa hả? Thì bà con lối sớm mà hỏi thăm nhau thôi có gì đâu. Quan tâm vậy sao không đưa anh đi bệnh viện hả? Bà quan tâm là bà con lối sớm mà phải quan tâm, nhưng mà lúc đó tôi cũng tính đi. Anh chỉ tính thôi chứ gì, rốt cuộc anh đâu có đưa đi. Sao? Để cho má, con đứng ở một bên đi, chuyện này không liên quan tới con. Anh ba, tôi nói vậy có đúng không anh ba? Tôi cũng tính đưa. Tính nhưng mà không có đưa. Không phải đâu, tôi sao hiểu lầm được rồi. Nè, tôi nói thiệt nha, hồi nào tới giờ á, tôi tưởng hai anh chỉ là khắc khẩu thôi. Tôi đâu có về anh mang bụng tiểu nhân như vậy. Thôi, sao chị nói gì kỳ vậy? Đâu tự nhiên vô nhà rồi xài xẻ chồng tôi kỳ vậy? Dạ thưa bác hai, con xin lỗi bác hai, nhưng mà qua cái vụ này con nhịn, con không thể nào con nhịn được trơn. Anh mà anh thấy chết mà anh không cứu nữa bác hai. Không phải chị. Nhưng mà con để má hỏi nó khác. Bây giờ đâu con nói coi đầu đuôi chuyện nó sao cho bác nghe chứ. Con hỏi bác hai nè, chồng con bị đau ruột thừa hả? Anh ba anh thấy mà anh bỏ mặt anh làm lơ đó. Trời ơi, sao vậy bác sợ? Không phải vậy đâu má ơi, cái đó là không phải vậy mà sao hiểu lầm tôi rồi. Nhưng mà chị có thấy, chính mắt chị thấy không? Tôi không thấy tận mắt, nhưng có người khác thấy, người khác kể. Nhưng mà cái người đó là hồi nào người ta rất là đàng hoàng, người ta không có đơm đặt dựng chuyện. Bây giờ anh đã dứt tình như vậy thì bên đây nó cũng đoạn tiệt luôn. Hai gia đình đừng có ai nhìn mặt ai hết trơn á. Giờ tôi có hai con về, đi về. Bình tĩnh. Sao? Sao? Sao chị, người ta về rồi còn xa xa. Bà sợ? Dạ. Chuyện đó ra sao? Đâu con nói cho bà nghe coi. Chị Rinh. Trời ơi. Trời ơi. Anh không có ý gì, nhưng mà thiệt sự lần này là ba của em quá đáng lắm. Anh à, em nghĩ chắc là có chuyện gì trong này, chứ ba em không thể nào là người như vậy được. Nhưng mà chính mắt bác Nhân thấy mà. Không lẽ bác Nhân vu oan cho ba em? Có khi nào chú Nhân nhìn lầm không? Thì anh cũng mong là vậy, chứ nếu không hai đứa mình tính sao đây? Nhưng mà bây giờ cái chuyện lầm không thì chưa biết, chứ giờ là má của anh là giận lắm á. Má em còn đang giận kìa. Nói gì má anh? Ủa? Sao tự nhiên má em giận? Thì anh thấy đó, má anh qua làm rùm beng luôn. Nội giận la ba quá trời, má cũng bình không được. Nhà cửa sùm. Thì bữa đó anh có cản má chứ bộ. Nhưng mà tại má anh lúc đó đang nóng quá, cho nên. Chán thiệt á. Cái gì mà chưa hết chuyện này tới chuyện khác rồi. Không được. Ủa, em đi đâu ạ? Em phải đi hỏi cho ra lẽ mới được. Bắt chú còn tỏ lắm, sao mà nhìn lầm được? Chú chắc chắn vậy, chắc lần này ba con khó gỡ rồi. Thiệt á, chú thề danh dự là chú thấy thiệt như vậy đó. Chú Nhân ơi, nhưng mà chú có tin ba con là người như vậy không? Không tin. Nhưng mà lỡ thấy như vậy rồi thì biết như vậy chứ sao? Dạ, con cảm ơn chú. Vậy xin phép chú con về. Thiệt. Biết mà mọi chuyện rắc rối như vậy, thà im luôn, nói ra làm chi cho mệt. Nội, con cho nội coi cái này nè, hay lắm á. Ủa gì vậy con? Nội thấy đẹp không? Clip của con quay á, con phải thức 3 đêm mới xong với nội. Vậy hả? Dạ. Cái này á, là con phải nghĩ ra nhiều lắm á. Nhưng mà làm được hay không mới quan trọng với nội. Ừ. Đó. Vậy là cháu nội cũng giỏi quá, có tốn tiền không con? Dạ không đâu nội. Cái này á là con quay bằng điện thoại, xong rồi con dựng rồi up lên vậy thôi à, chứ không có tốn tiền. Nói ta đâu có hiểu gì. Biết rồi không tốn tiền mừng rồi ha. Dạ ba mới về. Thấy đau lưng quá, cho nội vô nghỉ coi.
dạ dạ. Sao vậy ta? Sao mà lạnh lùng thờ ơ với tôi dữ vậy? Bình. Bình. Gì vậy? Buôn bán sao rồi? Thì cũng được. Có mệt lắm không để tôi bóp vai cho? Không cần đâu. Vô nằm ngã lưng chút đỡ bị đau lưng. Tôi là sao lạnh nhạt cho tôi là sao? Vì cái thằng cha tâm tan của tôi mà đối xử cho tôi vậy à? Chờ em chờ đến bao giờ mới thu thuyền đã xa 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 tới rồi xa. Gì? Xa. Xa cho sở nói giải thích chứ xa đi xa. Sở Cesara. À, tôi nghĩ là đây là có sự hiểu lầm không nhỏ vậy đó, tôi giải thích. Anh ba, hồi nào giờ á, tôi tưởng anh là người tốt nghe anh ba. Chứ đâu có vẻ anh để bụng quá. Thiệt tình tôi không ngờ sao, anh. Sao, sao, cho sợ nói, trời ơi, đó là cái sự hiểu lầm không có nhỏ đâu sao à. Hiểu lầm cái gì? Hả? Người ta thấy sao người ta nói vậy chứ hiểu lầm cái gì? Nhưng mà ai nói? Ai nói không quan trọng. Anh cần gặp người đó làm cái gì? Nhưng tôi bảo đảm người đó ghét tôi lắm nè, mới nói đặt điều cho tôi vậy đó. Ai mà ghét anh? Không biết anh nhân ghét anh hả? Ông nhân nói chuyện này. Ờ, thì anh nhân đó. Nhưng mà tôi nói thiệt chứ, ảnh thấy sao anh nói vậy? Ảnh với lại là không phải là cái người mà đơm đặt dựng chuyện đâu. Trời ơi, cái thằng chân nha. Anh trai nhân đi. Ông nhân, tại sao ông nói vậy? Tôi nói gì? Ông nói là tôi gặp ông Tám Tàng, ông xỉu rồi tôi bỏ tôi chạy luôn. Rồi ông nói vậy, trời ơi, rồi mọi người tôi nghĩ tôi là người không có cái gì. Thiệt là tôi cũng khổ tâm lắm, tôi thấy sao tôi nói vậy, mà không ngờ cái sự việc nó đi quá xa. Trời ơi, ông nói vậy hẹp chi thì xa, nó không nhìn mặt nó nữa. Nó gửi nỗi quan, nỗi mặt thì kinh. Anh ba. Ủa Nguyên, tới rồi sao vô nhà đứng ở này lấp ló chi vậy con? Bác ơi, con tới có chút quà gửi hai bác Lý Thảo. Ừ, cảm ơn con nha. Thiệt ra con muốn thay mặt ba con xin lỗi hai bác. Con có lỗi phải đâu phải xin. Bác, nhưng mà con tin là ba con còn không có cố ý đâu. Bây giờ cho dù cố ý hay không cố ý, bác cũng không muốn truy cứu nữa. Chuyện qua rồi cho nó qua luôn. Bác nói vậy là bác còn giận ba con hả? Chuyện nào ra chuyện đó. Con thì bác không giận mà còn thương. Chứ còn ba con bác phải suy nghĩ lại. Con vô nhà. Dạ. Ủa Nguyên. Dạ. Ba con mới qua. Nhưng mà nhìn mặt con buồn vậy? Dạ có buồn gì đâu ba. Thì tại không có gì vui thôi. Con rảnh thì con qua bển con phụ việc nhà cho anh ta đi. Phụ nhà nào ba? Nhà ông Tám Tàng á. Ơ ba cho con qua nhà anh Nghĩa phụ việc nhà bển hả? Trước mắt vậy đi. Nè, ông Tám Tạng bệnh nặng lắm rồi, vợ bển không có ai chọn dẹp nhà cửa đâu, qua bển phụ cho người ta. Dạ, vậy con qua bển nữa nha ba. Ờ, qua đi con. Qua bển nữa. Ủa? Nữa là sao? Có nghĩa là... Ý!
Vậy thì nó mới bệnh gì vậy? Trời ơi! Ôi thiệt, cảnh gà trống nuôi con, giờ tới già rồi mắt mũi nó kèm vậy. Áo nó đứt đường chỉ mà không có thấy đường díp lại nữa thiệt. Ôi Tiêu, sao Tiêu con mới đi chợ về? Trời đất ơi, Tiêu làm gì vậy? Cái áo nó rách cái túi nè, giờ díp lại. Mấy cái này để đàn bà phụ nữ người ta làm đâu mà. Tiêu làm gần xong rồi, để Tiêu làm được mà. Bởi tên ơi, có người người ta muốn nâng khăn sửa túi cho mà đâu có chịu đâu. Chảnh chảnh, chảnh chảnh đồ. Phải chảnh thôi chứ, tí phải có cái giá của tí chứ con. Tí ơi, giá mình treo cao quá là người ta không có giới được đâu nha. Thôi tí nói đùa thôi, chứ già rồi mà con đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa. Ôi, nói tầm bậy tầm bạ mà đúng tùm lum tùm la tí ha. Thôi giỡn. Con qua thăm bác Tám chưa? Dạ chưa, con tính là về xong rồi cái em tí con mình ăn cơm, xong rồi cái tí con mình qua bển thăm. À quên, bác Tám còn nằm ở trong phòng mổ á, chưa có ra ngoài. Chờ chừng nào bác Tám ra ngoài đi, ghé thăm. Dạ. Mà nè, ở bên nhà bác Tám giờ đang lu bu nhiều chuyện lắm á. Con coi á, con chạy qua con giúp gì được rồi giúp. Ủa, ở bển giờ có chị Nguyên rồi thì để cho chị Nguyên chỉ làm. Con Nguyên thì con Nguyên, con là con, dù gì cũng tình nghĩa bao nhiêu năm rồi, nhà người ta có chuyện là phải qua giúp chứ. Vậy hen. Giỡn. Ủa vậy chứ không phải hầm 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 trước á, có người nói ê nhà mày mày không lo, mày suốt ngày qua bển mày lo chuyện bao đạo không à. Thì lúc đó bất cái chuyện kia, còn bây giờ khác. Vậy tí á, vậy tí tự nhà nấu ăn đi nha. Ừ, con chạy qua bển nha. Ừ. Ở Duyên, con kêu tía nấu ăn. Rồi, con lấy cái giỏ con đi rồi, tía lấy gì tía nấu. Chị Nguyên à. Ủa, Duyên, em mới đi chợ về hả? Dạ đúng rồi, em đi chợ cho nhà em, xong rồi cái em đi chợ cho bên đây luôn. Trời, dễ thương ghê không? Nhiệt tình quá à. Trời ơi, biết sao không? Thì từ xưa giờ em coi nhà bên đây như là cái nhà... Ý em là coi... Ý em là không có ý gì hết á. Nè, chị có nói gì đâu. Thì bác Tám bệnh, nhà cửa cũng trộn rộn. Trước giờ chị cũng biết là em thân với nhà của anh Nghĩa. Thì qua lại có sao đâu. Thiệt không? Thiệt sao không thiệt? Em cứ sợ chị hiểu lầm rồi. Sợ gì? Em qua đây phụ chị còn mừng nữa kìa. Trời thiệt hả? Em cứ sợ chị hiểu lầm không á. Ủa chị, mọi người vẫn còn ở bệnh viện hả? À, anh Nghĩa mới chở bác Tám vô bệnh viện để thay cho Út Tình, cho nó về nghỉ đó mà. Ờ, thiệt. Em nghĩ ở nhà mà có người bệnh á, sao mà nó khổ quá. Ý là nhà đây nhiều người nha. Em nghĩ mốt tía em mà có mệnh hệ gì chứ. Em không biết sao mà em duyên. Nói gì xui tía sao? Ờ ha. Ngu quá tự nhiên. Cái sao hôm nãy ở ngoài chợ em ăn lỡ ăn tô bún mắm, nó miệng mắm muối. Ủa Duyên, em cũng ở đây nữa hả? Nghe à, em đi chợ. Cái em mua con cá lóc về nấu canh chua, cắt kho tộ cho mọi người ăn. Anh Nghĩa có thích không? Thích không? Tự nhiên em làm với cảm giác xưa ô về. Chị đừng có hiểu lầm nha. Em làm thích không vậy để cho anh vui. Tại vì á, em thấy ảnh đi về nè, căng thẳng quá làm cho anh vui. Nè, chị cũng biết giận đó. Giỡn thôi mà. Ủa anh à? Út Tình không về hả? À, Út Tình trong phụ má, rồi xong xuôi về chung luôn. Nhưng mà con cá em mua là thiệt, cho nên là bây giờ có chị Nguyên đây rồi nên để cho chị Nguyên nấu đi. Em về, em lo cho tí em ha. À. Cảm ơn Duyên nha. Ủa? Thấy ghê không? Bây giờ mới gặp mặt luôn. Tưởng đâu có người quên người ta rồi chứ. Trời ơi,
người ta dễ thương vậy sao quên được. Vậy mà chớ hề có một cuộc gọi nhỡ nào. À, thì nếu mà nhớ nhau thì gặp nhau luôn chứ gọi chi nhớ thêm. Tại anh thấy dạo này em bận quá. Em không có bận nha, em rất là rảnh luôn nha. Em bận lắm á, em bận lo cho ba chồng hụt của em á. Đừng nói em là ghen nha. Hồi anh thừa biết là em không có ý gì hết, em chỉ qua giúp thôi chứ bộ. Anh giỡn thôi. Ê, anh hồn à. Nói vậy chứ dạo này anh cũng bận cho nên không có thời gian gặp em á. Ủa, anh bận gì vậy? Thì anh đi khảo sát mấy công trình lân cận nè. À, anh đi với ai? Thì anh đi một mình. Mà chắc là anh phải nhờ thêm một người bán địa nữa. Chứ anh có biết gì ở đây nhiều đâu. Em nè. Em được không đó? Thôi ơi, ở đây mà chỗ nào em không biết. Em biết rành lắm luôn, em dẫn anh đi. À, cũng được ha. Mà biết tía có cho không? Yên tâm, tía hả, em xin một cái là tía cho liền. Anh cứ yên tâm đi. Đợi tình yêu nha. Ok.